Vâng, Chí Thiên chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục về chương trình video thì lên nhanh mã một số mã hàng mấy em hàng vừa về xong nhá. Em về một số cái mã hàng về đồng hồ vạn năng này. Đấy, rồi là có dòng cái mã hàng kìm kẹp dòng này. Đấy, rồi là đo thông số mạch miếc các thứ này. Đấy, đo điện áp các bác nhá. Rất ok luôn. Đấy, một số về số mã mới rồi có cả cái đồng hồ vạn năng cũng rất nhiều bác hỏi. Cái đồng hồ vạn năng là dành cho bác nào mà không chuyên lắm. Đấy, các bác đo gia đình, đo gọi là các bác sử dụng không hiểu biết nhiều lắm về vấn đề điện tử thì các bác xài con này cho em rất ok luôn. Đấy, tí nữa sẽ đi vào quay chi tiết từng mã hàng một, rồi là rất nhiều những cái mã hàng giá rẻ này. Đấy, có cả hôm nay có cả cái bọt biển nhá, có cả cái miếng bọt biển để về các bác vệ sinh đầu hàn, rồi là combo đầu kẹp cá sấu này để về các bác kẹp mạch các thứ này. Đó, rất ok luôn, giá thì bình dân thôi. Đấy, 20.000 năm combo nhá. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng cứ từ hóa đơn 200 trở lên nhá. Đấy, cứ từ hóa đơn 200 trở lên là bên em sẽ được miễn phí rồi. Đấy, miễn phí vận chuyển nhá. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Lưu ý cho em là khi mà các bác gọi điện tới cái số điện thoại nhà em ấy thì hai cái số em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Các bác nhìn kỹ số điện thoại nhà em nhá, sau đó các bác bấm nhá. Nhiều khi là các bác điện các bác bấm nhầm số. Đấy, chẳng may các bác bấm nhầm một cái số người khác gọi, rồi là ví dụ như là có chẳng may có nhầm máy hay là người ta có bực mình hay ví dụ người ta có mắng mỏ chửi bới gì ấy, thì các bác thông cảm cho em nhá. Đấy là do các bác bấm nhầm số. Bữa trước cũng có một bác bảo là bấm nhầm số xong cái ông này ông chửi quá, thì các bác thông cảm cho em là số nhà em đang để trực tiếp ở trên video đây, các bác bấm đúng số cho em nha, các bác gọi nha, đúng số thì là với chuẩn nhà em được, không là các bác gọi nhiều khi là làm phiền người ta không mắng, nên là các bác cũng thông cảm cho em. Đó thì vừa ảnh hưởng cả đôi bên nhá, ảnh hưởng cả đôi bên, ảnh hưởng cả bên nhà em này, rồi ảnh hưởng cả bên nhà các bác nữa này. Đấy, thì các bác cứ bấm đúng giúp em đúng hai cái số điện thoại ở trên hình nhá. Đấy, gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin hoặc là gọi Zalo thì em sẽ chốt đơn với anh nhá. Rồi, sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là cái mã đồng hồ đo vạn năng. Đấy, báo giá bác luôn là 170.000 một cái này. Đấy, 170.000 một cái. Sản phẩm này thì hàng mới như hộp nhá, hàng mới như hộp thì sẽ có giá là 170.000. Con này thì nó là toàn bộ là auto hết luôn, toàn bộ auto luôn. Các bác không cần phải là vặn nút hay tinh chỉnh hay như nào cả. Về các bác chỉ việc là tháo cái nắp này ra, sau đó lắp cho em hai viên pin mà. Đây nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ này. Đấy, về các bác tháo ra, lắp hai viên pin mà, sau đó là các bác đo cho em thôi. Đấy, con này thì cực kỳ nhiều chức năng, đo thông mạch này, rồi là đo ôm này. Đấy, rồi là đo điện AC DC đo hết luôn, mà các bác không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì cả bác. Đấy, không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì nhá. Đấy, thì ở đây các bác lắp pin vào. Đấy, bấm cái nút nguồn giữ lì cho em là nó sẽ hiện lên này. Đấy, thì giờ em sẽ test các bác luôn nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng luôn. Đấy, ví dụ như là cái điện 220 này này, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 là tự động là nó sẽ nhảy luôn, không cần phải ấy. Đây có nhìn này. Đấy, đây tự động nó nhảy đây này, 231 này này. Đấy, 231V nữa nhá. Đấy, tự động là nhảy sang điện AC luôn, có nhìn này. Đấy, trên màn hình là điện AC. Còn ví dụ như đây em cắm vào cái bình ắc quy nhá. Đấy, cắm vào cái bình ắc quy này. Đây. Đấy, các bác không cần phải là xoáy xiếc cái gì cả, chỉ việc các bác để thôi. Đấy, cái này là cái ắc quy nhà em nó đang sụt dòng này. Đấy, nó còn 6.84V này. Đấy, nó báo luôn là cái điện DC nhá. Đấy, DC tức là điện một chiều, còn AC tức là điện xoay chiều nhá, nó báo luôn. Đây, ví dụ như đây em cắm luôn cho bác vào một cái viên pin này, pin 9V này. Đấy, cắm luôn. Các bác chỉ việc cắm cho em thôi. Đấy, cắm đây này, nó lên điện áp nó báo luôn này, 10.16V này này. Đấy, cái pin này là pin 9V nhá, pin 9V. Đấy, còn ví dụ như cái viên pin 12V này. Đây, em chập vào em kẹp luôn đấy nhá. Đấy, nó rất là hay là các bác không cần phải vặn viết gì cả, chỉ việc là các bác bấm và sau đó các bác đo thôi. Đấy, đây nó lên luôn này, 12.54V này, báo DC luôn nhá các bác nhá, báo DC luôn. Nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho bác nào mà không có kiến thức về những cái đồng hồ chuyên môn như này này. Đấy, ví dụ như cái con kẹp dòng này các bác cần nhiều chuyên môn, các bác cần phải vặn đúng cái chế độ của nó là các bác mới đo được. Ví dụ như các bác đo AC hay DC các bác phải vặn đúng vào thì các bác mới đo được. Đấy, như con này là không cần, chỉ việc bật máy lên sau đó là các bác muốn đo cái gì các bác chỉ việc là dí vào là các bác đo thôi, cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, cho bác nào không chuyên nhá, đặc biệt cho bác nào không chuyên và không có kiến thức về điện đóm thì các bác mua cho em con này. Đấy, về các bác đo dòng điện, đo điện trở này. Đấy, rồi là đo ôm, đo điện đi, đo điện AC DC, rồi đó đo được cả
nó gọi là đo dòng nhá. Đấy, đo 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 dòng, đo đo A này, đo A. Đo A thì tí nữa sẽ ghép một video mà để các bác test này. Đấy, và con này nó có cả báo cảnh báo thứ này, báo dòng điện này, cái view của các bác giữ này. Đấy, các bác dí đây nó sẽ liên tục này. Đấy, nó kêu này. Đấy, cái này đang báo là có điện này này. Đấy là dây có điện nhá các bác nhá. Đấy, nó kêu tí 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 này. Đấy, rồi là view là các bác muốn đo thông mạch nhá. Các bác muốn kiểm tra thông mạch này. Thì các bác sử dụng các bác ví dụ này là kiểm tra dây nó có đứt hay không. Đấy, các bác chập hai cái này vào nhau. Đấy, nó kêu tít 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 tít. Đấy, cái này đang đo thông mạch này. Đấy. Đo thông mạch này là như nào, ví dụ như đây. Các bác có một cái sợi dây điện như này và các bác kiểm tra là xem nó có bị đứt đứt ngầm hay không nhá. Đứt ngầm hay không thì đây một đầu các bác dí vào chưa. Đấy là các bác kiểm tra cái dây bên này này và một đầu các bác dí vào đây. Đó, dí vào đây. Đó, thấy đây không? Đây, dây này là vẫn như đồng hồ đang kêu là vẫn ngon lắm nhá. Đấy, còn ví dụ như em dí nhầm bên này. Đấy là nó không kêu. Đấy, không kêu tức là các bác đang dí nhầm bên. Còn nếu mà nó kêu thì là dây là không bị đứt nhá. Đấy, dây không đứt. Đấy, ví dụ các bác kiểm tra thông mạch cũng rất ok. Nói chung là con này nhiều chức năng lắm. Đây, em sẽ ghép một cái video thực tế vào để các bác cùng xem video này và các bác hiểu về cái sản phẩm này luôn nhá. Và giá của nó cũng bình dân thôi. Nó chỉ có 170.000 một cái. Về các bác đặc biệt các bác không chuyên về điện đóm rồi là các bác sử dụng gia đình nha. Cần một con đồng hồ đo vạn năng, đo nhiều thứ thì các bác mua cho con này 170.000 một con nhá. Đây em sẽ ghép một cái video thực tế và các bác xem thực tế cái sản phẩm nhá. Cái video này em ghép thì có thể là nó hơi dài thì bác nếu mà các bác biết về cái đồng hồ rồi thì mình có thể là tua qua nhá để qua những cái mã sản phẩm tiếp theo. Còn đây em ghép cái video này vào để cho nhiều bác là chưa biết về cái mã đồng hồ này thì các bác có thể xem cái video và nắm rõ hơn về cái sản phẩm này các bác nhá. Tại còn nói thì nó trình bày nó nhiều lắm thì em ghép video vì em quay trước rồi, em ghép vào cho nó nhanh thôi nhá. Đấy, đây các bác cùng đón xem video nhá. Đó, sau khi mà các bác xem video xong rồi thì báo giá lại lần nữa nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đo vạn năng, đo auto tự động hết các bác nhá, tự động hóa hết luôn, là 170.000 một sản phẩm nhá. 170.000 một cái mã sản phẩm đồng hồ đo vạn năng nha, auto toàn bộ tự động hết luôn, không cần phải tinh chỉnh cái gì cả, 170k một sản phẩm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng về đồng hồ đo, nhưng mà con này là chuyên sâu hơn nhá, dành cho các bác nào chuyên về anh em thợ thuyền. Đấy, rồi ví dụ là các bác sửa chữa điện lạnh này, điện tử này thì các bác xài này cho em. Con này thì nó chuyên môn hơn, con này thì nó cầu kỳ hơn, nó nhiều chức năng hơn và cũng tinh chỉnh được nhiều thứ hơn nhá. Đấy, tinh chỉnh nhiều thứ hơn. Đấy, on off này thì các bác xoay cho em này. Đấy, đo điện AC này, điện DC, điện V này, đo hẹc này, đo con này nó đo được cả nhiệt độ nhá. Đấy, đo được cả nhiệt độ đầy đủ hết luôn. Rồi ngoài ra thì kẹp dòng nhá, kẹp dòng thì các bác chỉ cần là đo thì các bác kẹp dòng vào đây là các bác kẹp là các bác đo được cả dòng này, có phần màn hình hiển thị trên này. Đấy, còn đây là dây kẹp đầy đủ luôn, một bộ sản phẩm đầy đủ các bác nhá. Rồi đi kèm là cái con này là nó có cả một cái dây. Đấy, cả một cái dây để các bác đo nhiệt độ nhá. Đo nhiệt độ thì về các bác rút cái dây này ra, sau đó các bác cắm cái dây đo nhiệt độ vào và các bác đo. Đấy, đo, cắm dây đo nhiệt độ các bác đo. Đi kèm thì nó có cả một cái dây đo nhiệt độ nha. Đấy, để các bác đo nhiệt độ này. Đấy. Còn nữa thì đây có cả đi kèm cho các bác một cả một cái túi đựng. Đấy, cả một cái túi đựng luôn nhá. Cái mã này thì nói chung là chắc nhiều bác biết về cái mã này rồi. Con này thì quá ok. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ nhé, thì về các bác tháo ra sau đó các bác lắp cho em hai viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài thôi. Đi kèm nó có cả pin luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng các bác đo nhé. Đấy, đo thông mạch rồi là đo hẹc này. Đấy, đo AC DC, nói chung nó có đo con này thì nó nâng cao hơn các bạn, nâng cao hơn, đo chuyên sâu hơn và nó chọn chọn cả các chế độ này các bạn. Đấy, chọn cả các chế độ hết luôn nhá các nhá. Đấy, chọn các chế độ. Nói chung là em cũng không phải dân điện chuyên điện nên là thực ra cái con này thì em cũng chịu luôn. Đấy, con này chỉ dành cho bác nào chuyên thôi, chứ còn bác nào không chuyên thì nên mua cái con đồng hồ vạn năng đầu video vừa giới thiệu ấy. Con đấy thì đo nó dễ dùng hơn, còn bác nào chuyên thì dùng con này thì thấy sướng hơn nhá các bác nhá. Đó, thì con này em báo giá luôn này, con này có kèm cả cái kẹp dòng này luôn, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 230.000 một sản phẩm này. Đấy, và bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã cho em sẽ cái đồng hồ kẹp dòng nhá, 230.000 bao ship. Đây, giờ em sẽ cũng ghép một cái video đo test thực tế các cái chi tiết về cái công năng sử dụng của nó, các chức năng rồi là núm xoay các thứ ra, thì em sẽ ghép một video thực tế vào để các bác cùng xem các nhá. Đó, thì sau khi các bác xem cái video đấy xong rồi thì đây thì em báo giá là nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 cho một cái sản phẩm nha, bao ship tận nhà, nó có cả đo dòng các thứ này, rồi có kèm cả cái dây đo nhiệt độ này,
rồi đi kèm cả túi đựng luôn. Sản phẩm đi hàng mới nguyên hộp này có nhá, hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, rất ok. Đồng hồ kèm dòng 230.000 một con, bao ship. Cái này thì dành cho em thợ thuyền, dân chuyên môn. Đấy, dùng con này thì rất là hợp lý, 230.000 một sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Bộ ba đầu hàn bằng đồng này thì đây, rất nhiều bác hỏi cái bộ đầu hàn để về các bác thay. Nhiều bác thì có mỏ hàn sẵn rồi, nhưng mà các bác muốn mua cái đầu hàn để về các bác thay, nhưng mà bữa trước thì chưa có bán, thì hôm nay bên em về tiếp đây. Đấy, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, bộ ba đầu hàn là bằng đồng luôn nhá, bằng đồng ngon luôn đấy. Thì giá của nó thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Đấy, đây ba đầu nha. Đấy, đầu tù, đầu nhọn, đầu kiểu dạng dẹt dao này. Đấy, thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Giá của nó thì chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, 25.000 một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng. Đấy, 25.000 một cái bộ nha. Đấy, 25.000 bộ, giá rất bình dân thôi. Đấy, về các bác nào mà có mỏ hàn rồi, mình muốn thay đầu hàn thì các bác mua trang bộ đối về các bác thay. Hoặc là bữa trước ấy, cũng nhiều bác hỏi mà chưa mua được, thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ mua luôn nhá. Nói chung là cái hàng này số lượng có hạn đâu ạ, không có nhiều đâu, chắc khoảng tầm hơn 100 bộ thôi. Tại vì về cái lô này tranh thủ bán nhanh bác luôn. Bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá, 25.000 một cái combo ba bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, về các bác thay vào cái mỏ hàn nhà mình. Đấy, rất ok luôn. 25.000 bộ nhá, bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Là gồm 3 đầu. Đấy, một bộ gồm 3 đầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái combo 5 miếng bọt biển. Đấy, cái bọt biển thì để làm gì thì cái này để chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, ví dụ như là đầu hàn của bác nó bẩn hoặc là nó thiếc các thứ, nó bám nhựa thông, nó bám lâu ngày, nó bám, nó bị sét các thứ vào, thì các bác mua trăm cái miếng bọt biển này về các bác ấy nhắc quá nhá, các bác vệ sinh cho nó sạch sẽ đi, để khi mà các bác hàn nó sẽ dễ hàn, và thứ hai là hàn nó nhanh. Đầu hàn đôi khi các bác để nó bẩn quá là nó, thứ nhất là nó nóng, nó không được nóng, nó không đạt được cái nhiệt độ tối đa, và thứ hai là để nó bẩn là nó hay bị các bác hàn nó không được ăn chân mà không ăn chân. Đấy, các bác mua cho em cái bộ combo 5 miếng nha, 5 miếng này không nhá, 5 miếng bọt biển nha, giá của nó sẽ là 15.000 nhá. Bên em bán là bán theo combo là 5 miếng một nhá, không bán lẻ một miếng nhá, vì giá nó rất là bình dân rồi, giá nó siêu rẻ rồi, nó chỉ có 15.000 thôi. Mà 5 miếng bọt biển về các bác mua một lần này, 5 miếng về các bác vệ sinh dần. Đó, combo 5 miếng bọt biển nhá, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn. Đầu hàn các thứ này. Đấy, thì một cái combo 5 miếng nha là 15.000 nhá, 15.000 cho một cái combo 5 miếng bọt biển, 15.000 cho 5 miếng một combo. Tiếp theo thì lên luôn một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu. Báo giá bác luôn là 20.000 cho một cái combo nha. Nó bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, bán theo một combo 5 cặp một nhá, không bán lẻ một cặp nhá, không bán lẻ một cặp. Lưu ý cho em là những cái hàng giá rẻ này bên em bán theo combo, là cứ theo combo là ví dụ như là 5 cặp hoặc là 5 miếng. Đấy, thì ở đây cái này bên em sẽ bán theo combo là 5 cặp một nhá. 5 cặp một thì nó sẽ gồm có là một cái cặp đầu đỏ và một cái cặp đầu đen nha. Một cái kẹp đỏ và một cái kẹp đen. Đó, thì đây là một cặp này. Đó, thì một cái combo sẽ gồm có là 5 cặp, 5 đỏ, 5 đen thì tổng là 10. Đó, đây. Đó, đây. Về các bác xài nhá. Cái này thì về các bác dùng để mình đấu dây này. Đấy, ví dụ xong là đó, các bác ví dụ hàn chế rồi các bác kẹp vào những cái con mạch các thứ này, rồi là kẹp vào những cái phần dây dẫn các thứ này, để dẫn điện đến lúc các bác test đồ này, anh em thợ thuyền chế cháo này, rồi là các bác sử dụng rất là hay luôn. Nói chung là cái này về dùng nhiều việc nhá. Đấy, về rút dây này ra, sau đó là các bác kẹp cái dây vào đây này. Đây nó có cả phần kẹp dây. Hàng thì khá dày dẫn nó chắn luôn. Đấy, dày dẫn nó chắn lắm, và cái lực kẹp nó rất là khỏe, kẹp chặt lắm, con này kẹp ok quá. Mà hàng này hàng em cũng tuyển bán nhiều về, thấy nó cũng chắc chắn nên lấy nhiều về bán cho bác. Thì sẽ bán được combo là 5 cặp một nhá, 5 cặp một nha. Giá của nó sẽ là đi 20.000 nha, 20.000 cho một cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá, kẹp cá sấu. Đấy, cái kẹp cá sấu nha, kẹp hình răng cá sấu là 20.000 cho combo 5 cặp một. Đấy, 5 cặp là bao gồm là 10 cái, 5 cái trắng, 5 cái đen, 5 cái đỏ nhá. Về các bác đánh dấu, các bác hay xài những cái điện là một chiều điện AC thì các bác đánh dấu vào cực âm cực dương cho nó dễ phân biệt nhá. Đấy, combo 5 cặp kẹp cá sấu 20.000. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này, thì bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Về các bác đo nhiệt độ, ví dụ như đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước này, đấy, rồi nhiệt độ sữa sần các thứ ra. Ví dụ các bác nhà có con nhỏ, mình
đo nhiệt độ sữa nhá. Đấy, xem đủ nhiệt độ chưa để cho các cháu uống này, rồi ví dụ như là nhiệt độ nước xem đạt đủ nhiệt độ chưa, rồi ví dụ như là thức ăn các thứ là các bác sử dụng nhá. Đây cái con này rất là hay là nó có một cái đầu nhọn này này, ví dụ là đây là cái đầu nhọn này, ví dụ như là những cái thức ăn bên ngoài thì có khả năng là chín rồi nhưng các bác muốn kiểm tra nhiệt độ bên trong nó đủ nhiệt độ để nó chín chưa thì các bác lấy cái này các bác xiên nó. Đấy, xiên xiên thẳng nó vào. Đấy, đây nó có cái đầu nhọn, thiết kế đầu nhọn mà rất là hay. Sản phẩm này thì đây rất dễ xài thôi. Ở đây nó có một cái nút on off bật lên trong. Đấy là nó sẽ lên này. Đó. Hiện tại nó đang ở nhiệt độ F nhá, thì các bác bấm cho em về nhiệt độ C này. F là bên nước ngoài này hay xài, còn các bác bấm về nhiệt độ C thì sẽ nhảy về nhiệt độ C. Hiện tại đang là 31.9 độ C này. Đó thì các bác đây view em đo nhá. Em nắm tay vào này. Đấy, đo nhiệt độ cơ thể luôn này. Đó, đấy có thấy không? Nó bắt đầu nhảy luôn nhá. Đây em đang là nắm tay nó nhảy luôn này. Đấy, 32.8 bắt đầu đang nhảy lên nhảy nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị toàn bộ ở trên cái màn hình luôn, rất là hay luôn. Đấy, toàn bộ hiển thị ở trên màn hình luôn. Cực kỳ là thông minh nhá. Đó, nhảy những cái nhảy dần nhảy dần. Đó. Con này thì nó sẽ đo được nhiệt độ là từ âm 50 độ C nhá. Đấy, cho đến là xấp xỉ đến là 300 độ C, max là 300 độ C và nhiệt độ F là từ 58 độ F đến 572 độ F nhá. Đấy, âm 58 độ F 700, còn nhiệt độ C thì là âm 5 độ C cho đến là 300 độ C nhá. Đấy, cái này là trong khoảng xấp xỉ nhá chứ không chính xác đâu, không chính xác đâu, nó là trong khoảng xấp xỉ nhá. Đó thì ở đây về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, về bật lên xài, lúc nào mà không dùng được các bác tắt đi cho em rất ok. Đây nó có nút on off bật tắt đây này. Đấy, đây em bỏ ra tay cái là bắt đầu là nó sẽ về nhiệt độ bình thường ngay, còn không thì các bác ví dụ các bác test thì các bác chỉ việc nắm tay vào cái là nó sẽ báo nhiệt độ đẩy lên luôn này. Đấy, có nhìn này, đấy nó báo nhiệt độ nhảy luôn nhá các bác nhá, rất là thông minh luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Cái sản phẩm thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 một sản phẩm nhá, 40.000 thôi. Về các bác đo rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, các bác cần đo con dùng cái này rất hay, que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 một cái que đo nhiệt độ nhá. Tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng này. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng để các bác về sử dụng này. Đấy, về các bác sử dụng để các bác dùng rất nhiều việc luôn. Con này thì nó có thể là bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, đây nó có cái phần khe để các bác tuốt dây nhá. Đấy, rồi là có phần cắt kẹp các thứ này rất hay luôn. Đó, con này thì cực kỳ là chắc chắn, có phần tay bọc cách điện về các bác sử dụng làm điện làm đó ngon lành. Nó có cả cái phần lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi. Còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ mở ra vì nó có phần lò xo trợ lực này. Kìm thì rất chắc chắn luôn, toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn. Đây. Đấy, hàng của Nhật, đấy, hàng bãi Nhật rất xịn sò ngon lành luôn. Cái này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt, tuốt dây, cắt kẹp các thứ cho em ok luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi, làm điện làm đóm sử dụng gia đình. Rồi anh em thợ thuyền dùng con này cũng quá ok. 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, 100.000 một cây nhá. 100.000 một cây. Giá quá bình dân, hạt rẻ mà dùng rất ok luôn. Sử dụng mà gia đình thợ thuyền dùng hết luôn nhá, 100k một cây. Giao giấy hàng bãi thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác quá nhá. Đấy, vẫn còn hàng này. Đấy, và hàng tiếp tục lại về lô mới luôn này các bác này, rất chắc chắn và ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng để cắt giấy, dọc giấy, cắt đồ đạc các thứ như mình rất ok. Giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ được cái cây giao giấy nhá. Bên em bán lẻ một cái cây giao giấy này là 10k nhá, 10k, 10k một chiếc. Còn các bác lấy 5 chiếc thì em sẽ tính cho bác giá là 40.000. Đấy, combo 5 chiếc thì giá sẽ là 40k. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 một chiếc nhá. Nói chung là nếu mà các bác dùng nhiều thì nên mua theo combo 5 chiếc một, giá sẽ tốt hơn. 5 chiếc là 40.000. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn ok luôn. Xịn sò online nhá. Đấy, xịn sò online. Trơn tru này. Về các bác nếu các bác muốn mua nữa thì bên em sẽ có bán nữa, tí nữa sẽ quay nữa các bác coi. Đấy, còn cái này là nguyên dao không. Một chiếc là 10.000 nhá, còn 5 chiếc là 40.000. Lên mã cho em sẽ cái cây dao giấy hàng bãi nhá. Trơn tru ngon lành, về các bác sử dụng cắt nhiều thứ lắm. Nói chung là rất là cần, nhiều khi rất là cần. Mình cắt đồ đạc, cắt dây điện đấy đó này. Sử dụng ok, rất nhiều việc luôn. Một chiếc 10.000, 5 chiếc 40.000 nhá. Lên mã em sẽ là dao giấy hàng bãi Nhật. Đây nhá, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao giấy không, có luôn nhá. Đấy, lưỡi giấy cũng của hàng bãi Nhật này. Đấy, da mô tô nhá. Một hộp này là 10 lưỡi dao. Đấy, dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén luôn. Đây. Đấy, một hộp là 10 lưỡi nhá. 10 lưỡi về các bác xài thì thoải mái luôn. Đó, đây. 10 lưỡi về xài thoải mái, cực kỳ sắc bén. Nhìn rất là sợ luôn, sắc lắm. Đây, đấy, 10 lưỡi về các bác xài nhá. Thép SK5 cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Dòng lưỡi dao hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Cái này đi bán giá bình dân thôi.
lên mã giúp em sẽ là cái hộp 10 lưỡi dao giấy nhá, hộp 10 lưỡi dao giấy, giá thì một hộp này sẽ là 10.000 thôi các bác nhá, 10.000 thôi, bán nhanh các bác dễ mua. Lên mã em sẽ cái hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá, 10.000 một hộp lưỡi giấy 10 lưỡi này, còn dao thì đang bán là 10.000 một cây, lấy 5 cây 40.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phích điện, cái phích điện âm này, phích cắm âm này để các bác xài này. Em sẽ bán ở combo là 3 chiếc một nhá. 3 chiếc một thì giá của nó sẽ là đi 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm nha. Về các bác chỉ việc đấu dây và sau đó các bác xài thôi. Ví dụ như là những cái thiết bị mà nó có sẵn dây rồi, bây giờ mà các bác cắt đi để các bác đấu nối thêm thì nó rất là, sau này ví dụ mình có sửa chữa nó rất là khó. Thì đây ví dụ như đây, một cái dây em đã có sẵn phích như này rồi mà bây giờ ví dụ các bác cắt ra để các bác đấu nối tiếp thì rất là khó, các bác mua cho em cái này về để đấu vào cái dây mà nó đang chờ sẵn rồi. Thì ví dụ cái thiết bị ấy, các bác cắm cho em xem. Đấy, các bác lựa các bác cắm đây, thế là xong, là mình có cái là mình đỡ về, thứ nhất là mình đỡ phải cắt dây, mà thứ hai là sau này mình có tận dụng cái này thành một cái ổ khác để các bác cắm những thiết bị khác cũng ok luôn, rất là tiện dụng nhá các bác nhá, rất tiện dụng, rất hay đó. Thì lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm nha các bác nhá, phích cắm âm. Đấy, thì sẽ bán nó combo là 3 chiếc một nhà là 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm các bác nhá. Đấy, combo 3 chiếc là 20.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng kẹp Eto của Asahi. Dòng kẹp Eto là dòng kẹp dạng Eto kẹp lớn nhá. Đấy, Eto lớn, Eto 60mm này. Đây, toàn bộ thông số kích thước trên hình ảnh các bác đang nhìn đây. Đấy, 60mm nhá. Cái con này nó có thể là quay 360 độ này. Đấy, rồi là chỉnh ngàm 25 này, 60 này, phần bản của nó là 60 nhá các bác nhá. Hàng của Asahi. Đấy thì em sẽ báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kẹp Eto lớn nhá, kẹp Eto dạng lớn. Đó. Thì bên em đang bán cái kẹp Eto lớn nha, với mức giá sẽ là 190.000 một cái nhá, của Asahi, 190.000 một cái kẹp Eto này. Hàng này rất là đẹp chắc chắn luôn. Đấy, con này thì nhiều bác hỏi em là nó có nặng không thì em nói luôn là có, chứ em đang cân là nó nặng khoảng tầm hơn 1 kg nhá, khoảng tầm hơn 1 kg. Đó. Nó là dạng Eto thép nhá, Eto thép rất chắc chắn luôn. Đây. Đó, cực kỳ đẹp luôn này, Asahi thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn chất lượng luôn này. Đây. Các bác có nhìn này, phần ngàm này, phần kẹp bàn. Cái con này là hay của con này, nó là dạng kẹp bàn nên là ví dụ các bác sử dụng ấy là các bác sử dụng với các bác mang đi mang lại nó rất là tiện, mình di động được nhá, mình thích kẹp chỗ nào mình kẹp nhá. Đấy, mình thích kẹp chỗ nào kẹp thì lúc nào kẹp thì các bác tháo kẹp thì các bác xoay này, còn lúc nào các bác kẹp tìm được cái chỗ kẹp các bác kẹp vào các bác siết nó vào, đấy nó sẽ kẹp chắc luôn. Đấy, và cái con này thì đây, cái phần mở cái lẫy ra này thì nó có thể là xoay được 360 độ nhá. Đấy, xoay được 360 độ rất là ok. Đấy, xoay được 360 độ này rất là ngon lành cả nhà luôn. Và đây là cái phần trên để các bác mở ngàm này. Đấy, mở ngàm nhá, rất trơn tru ngon lành luôn. Đây em xoay bằng một ngón tay nó rất là êm đó. Thì các bác siết vào để các bác làm những cái đồ cơ khí, là các bác siết đây để các bác định vị lại, sau đó mình hàn hủng các thứ rồi mình mài rũa. Rồi ở đây trên này nó có một cái phần góc này để các bác đe nhá. Đấy, các bác gò gõ cái này như kiểu một cái đe ấy, để các bác gò gõ rồi là các thứ rồi gò kiếp ở trên cái đe này, đấy, cái phần đe này nó rất ok, rất chất lượng luôn, đẹp lắm. Đó, chắc chắn mà nói chung là các bác thợ thuyền anh em sử dụng gia đình nên có một cái này, đôi khi rất là cần. Mình hàn hiếc rồi mình thiết kế sử dụng mài rũa những cái đồ là mình cho mình kẹp nó chắc chắn này. Đấy, để các bác làm những đòi hỏi những cái đồ nó độ chính xác cao thì nên có một cái kẹp Eto nhá, xài rất là ngon luôn. 190.000 một cái nhá. Lên mã như em sẽ là cái kẹp Eto của Asahi, 190.000. Nó là cái kẹp Eto dạng lớn nhá. Đấy, ngoài ra thì bên em đang có cái kẹp Eto dạng linh kiện nhỏ thì 40.000 một cái. Còn cái này nó là dạng lớn, dạng cho anh em cơ khí thợ thuyền. Các bác dùng làm những cái đồ cơ khí thì cần những con Eto lớn nhá, các bác xài. 190.000 một cái nhá, kẹp Eto lớn nhá, 190.000 một kẹp Eto. Hàng rất là chất lượng chắc chắn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp nước giặt của Nhật này, hộp nước giặt 100 viên của Nhật nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều. Một hộp nước giặt này là 100 viên nhá, về các bác dùng để xài. Đấy, thì bên em sẽ bán theo túi lẻ hoặc là bán theo cả hộp nha. Thì em sẽ báo giá hộp trước này. Một hộp này là 100 viên thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên. Đấy, hộp nước giặt 100 viên nhá. Cái này nó có kèm cả giặt cả xả luôn. Đấy, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng dùng rất thích nhá. Đấy. 100 viên, giá của nó sẽ là 80.000 một cái hộp 100 viên nha. Đấy, 80.000 một hộp 100 viên. Đây. Đấy, 100 PCS là 100 viên này, chuyên dùng cho giặt quần áo nữa nhá. Giặt sạch mà mùi thơm thoang thoảng nha anh em. Vừa giặt vừa xả kết hợp luôn. Đó, hộp nước giặt 80.000 một hộp. Ngoài ra thì đây. Bên em sẽ bán lẻ theo túi nhá. Thì một cái hộp này này, khi mà bóc ra thì nó sẽ có là 5 túi như này. Đấy, 5 túi này các nhá. Đây, 5 túi nha.
đó, 5 cái túi nhỏ nha, nó sẽ chia sẵn ra. Đấy thì nếu mà các bác có nhu cầu mua túi thì mình sẽ bán ở túi nhá, còn là sẵn trong hộp thì nó sẽ có là 5 cái túi nha. Thì 5 túi này thì nó sẽ chia ra là mỗi túi là 20 viên. Đây, mỗi túi là 20 viên nhỏ này thì tổng 5 túi là 100 viên nhá, tổng 5 túi là 100 viên. Thì nếu mà các bác mua lẻ theo túi, túi được giặt đấy, mua lẻ theo túi các bác dùng ít có thể mua theo túi ấy, thì lẻ một túi nha, thì bên em đang gửi bác là đi 20.000 một túi 20 viên nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi nước giặt này. Đấy, túi nước giặt 20 viên. Giá của nó sẽ là 20.000. Đấy, còn nếu mà các bác mua theo hộp 100 viên, 5 túi thì giá nó sẽ tốt hơn là 80.000, còn nếu mà mua lẻ thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Cái này tùy nhu cầu thôi. Các bác có thể cân đối, mua nhiều mua ít tùy. Đấy, còn bán hộp là 100 viên là 80.000, còn bán lẻ một túi 20 viên là 20.000 các nhá. Thì nó là dạng viên nhỉ, đây cái túi em cũng đang xài, nó là dạng viên này, túi em đang xài này. Đấy, dạng viên viên nước giặt này. Thì về là các bác một cái viên này nó giặt khoảng tầm 2 đến 3 cân quần áo nhá. Về các bác cứ vứt trực tiếp cái viên này vào trong máy giặt các bác giặt nhá, hoặc là các bác có thể là các bác giặt tay thì mình có thể là lấy ra các bác ngâm nước trước. Đấy, khi mà ngâm nước thì nó sẽ nhũn và tự động là nó sẽ vỡ ra, và các bác có thể là giặt tay đều được nhá, giặt tay giặt máy đều được luôn. Đấy, các bác cứ ngâm nước cái này là nó tự động là nó sẽ vỡ ra nhá, rất là hay luôn. Đây, nó là dạng viên viên này. Đấy, khi mà ngâm nước nó sẽ vỡ ra, rất ok luôn. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và giặt khá là sạch luôn. Một túi là 20.000 nhá, một túi 20 viên là 20.000, còn các bác mua lẻ mua cả hộp thì là 100 viên là 80.000. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái hộp nước giặt 100 viên là 80, còn lấy túi thì lên mã giúp em sẽ là túi nước giặt 20 viên 20.000. Tiếp theo thì em lại về cái bộ xưởng hấp hàng thanh lý siêu thị này. Đó, cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng khá là hay luôn. Đó. Cái xưởng hấp này size của nó sẽ là size 28T, khá là rộng luôn. Đó. Em báo giá luôn nhá, một cái xưởng hấp như này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi lên mã giúp cho em sẽ là cái xưởng hấp này. Đấy, xưởng hấp nhá. Các bác có thể hấp những cái đồ trong này rất là ok. Giá của nó thì siêu hạt rẻ luôn, 80.000 thôi. Đấy, 80.000 một cái xưởng hấp như này. Và cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây em sẽ mở ra bác xem một cái này. Nói chung là dòng này dùng ok lắm, bán khá là nhiều. Hàng này thì của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị nên là dùng rất là ok. Hàng siêu thị thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, dùng nó rất là chất luôn mà chắc chắn cực kỳ. Mà giá nó hợp lý nữa. Nói chung là hàng bên Oblo thanh lý nên giá nó rất là tốt. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái khay hấp này. Đấy, một cái khay hấp này các bác nhá, một cái khay hấp nha. Đấy, có những cái lỗ này để các bác hấp này. Và một cái xoong dưới để về là các bác có nước nồi thứ là các bác cho vào đây cho em. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó là các bác muốn hấp thì các bác để lên đây. Để cái này lên đây. Đấy, để cái khay hấp này lên, để cái xưởng hấp này lên. Và các bác đun nóng lên. Đấy, là các bác hấp thôi. Ví dụ hấp bánh bao, hấp tôm thứ các bác cho vào nhá. Đấy, cho đây cho. Và một cái vung đi kèm. Đấy, và cái này cái quay vùng thì về các bác tự lắp nha, cái này thì em quay nhanh thôi, em không lắp được đâu. Đó, thì có cả cái vùng này luôn. Đấy, khi mà đậy vào rất ok, chắc chắn nhá. Và cái vùng này của nó sẽ là vùng kính cường lực. Đấy, các bác có thể quan sát theo dõi đồ ăn một cách thoải mái luôn. Đấy, vùng kính cường lực rất là dày dẫn nhá, có cả phần quay trên quay dưới luôn này. Nếu mà các bác không muốn hấp, các bác muốn nấu canh với cái xoong này thì các bác bỏ trong cái khay trên này ra. Bởi vì khi mà cái này thì các bác sẽ thành một chiếc xoong để các bác có thể nấu canh, nấu nước các thứ đây cho em ok luôn. Đấy, một trong hai luôn nhá, và mua hai thì được, mua một thì được hai luôn. Đấy, mua một được hai luôn, vừa có một cái xưởng để các bác hấp, vừa có một cái xoong để các bác nấu canh nhá. Cái sản phẩm này thì nó có thể dùng được bếp từ nhá, rồi là bếp ga thứ ra. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là con này dùng bếp từ cực ngon luôn. Đấy, dùng bếp từ các thứ ra dùng thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, bếp từ bắt ngon lành luôn nhá. Đấy, bếp từ là bắt ngon lành cái con này luôn. Đó, về các bác xài thôi. Đó, một chiếc xưởng hấp rất chắc chắn luôn này. Đây, kín đáo ngon lành. Về các bác hấp tôm, hấp bánh bao, rồi hấp thịt, hấp thà cứ cho này các bác hấp nhá. Ăn những cái món hấp thì nó rất là ngon. Đấy, đặc biệt là các bác ăn chay trước các thứ ra. Các bác người già. Đấy, ăn nó vừa giữ được vị mà nó rất là ngon, đỡ dầu mỡ nhá. Đấy, đỡ dầu mỡ. Xưởng hấp nhá, 80.000. Đấy, hàng thanh lý siêu thị rất là xịn sò ngon lành luôn. Mua 2 được 1 có nhá, mua 1 được 2. Đấy, mua 1 được 2. 80.000 một cái xưởng hấp này, vừa có một cái xưởng này các bác hấp, vừa có một cái xoong dưới để các bác xài luôn. Dòng này bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ được là dùng được hết cho em luôn nhá. Đấy, dùng được tất cả các loại bếp luôn. 80.000 một cái xưởng hấp. Tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác đó cái mã chảo của Hàn Quốc này các bác nhá. Đấy, mã chảo Hàn Quốc rất là xịn sò ngon lành luôn.
Đây, con này chảo cực kỳ to luôn, chảo nó lên đến là 32 cm nhá, 32 cm. Về các bác xài rất rộng rãi, ok cho luôn. Rán nấu xào xíu đây trăm ngon lành cái nào luôn. Đấy. Về lên ngay bác một cái đồ nhà bếp này. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp. Đó, báo giá luôn nhá, báo giá luôn này. Cái này thì tại em đang bán giá sẽ là gì? 140.000 nhá, 140.000. Các bác có lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính của nó sẽ là 32 cm, 140.000 một cái, giá rất bình dân mà dùng cực kỳ xịn, ngon lành luôn, bán khá là nhiều từ nọ nhà rồi, bán ngon lắm, à dùng ngon lắm, 140.000 một cái nhá, mới như hộp nha. Đầu tiên sẽ gồm có cho bác là một cái môi bằng gỗ này. Đấy, bình thường là các bác hay xài những cái môi là môi bằng sắt, cái thứ giờ là các bác hay dùng những cái chảo dính, các bác hay dùng bằng những cái sắt là các bác cào vào nó rất hay bị nhanh bong hoặc là nhanh xước cái lớp chống dính. Đấy, khi mà nó xước ấy thì các bác càng nấu là nó sẽ càng bong ra, mà khi mà bong ra thì nó sẽ mất cái lớp chống dính nhá, nên là nhà xuất sẽ gửi đến các bác một cái môi bằng gỗ này rất là đầy đủ và chu đáo luôn. Đấy, tiếp theo là một chiếc vung nhá, một chiếc vung bằng kính cường lực trong suốt nhà. Đấy, một chiếc vung này, kính cường lực trong suốt rất ngon lành luôn. Đấy, thì về các bác bắt cái phần tay cầm à, đây nó sẽ có đi kèm cái đây là cái phần tay cầm đây này. Đấy, nó sẽ có kèm cái tay cầm luôn, thì cái này em quay nhanh thôi, em không bắt được nữa, thì về các bác tự bắt này nhá, nó có đầy đủ ốc vít hết, các bác về là cứ tự bắt được thôi. Đấy, rất là dễ dàng lắp đặt. Và tiếp theo là đi kèm cho bác là một cái tay quay. Đấy, tay quay của cái chảo thì về các bác bắt vào nhá, đây. Đấy, tay quay chảo này về các bác để vào, sau đó các bác cũng bắt vào xem. Đấy, nó có ốc vít các thứ hết rồi, về bắt vào. Cái con chảo này thì đường kính của nó khá là to, đường kính của nó lên đến là 32 cm. Đấy, 32 cm, nên về các bác xài rất là rộng rãi. Đây các bác nhìn này, nó rất là rộng luôn, đó, nó cực kỳ rộng nhá. Đấy, về các bác dùng để xào nấu và đây cho em thoải mái luôn. Đấy, rán này, đầu tiên là rán này, trước hết là rán trước này, chảo thì trước hết dùng để rán này, thì rất hay là một cái lớp chảo này nó chám một cái lớp tráng đá chống dính nhá, rất là ngon lành luôn. Đây, tráng bên trong bên ngoài này, và cái này thì nó dùng bếp từ luôn nhá. Đấy, nhiều bác chắc là sợ không dùng bếp từ thì em nói luôn là dòng này dùng bếp từ nhá, hầu như là những cái thiết bị bên em là em biết là các bác bây giờ là hay dùng bếp từ nhiều, nên là bên em sẽ lấy cho bác những cái dòng mà xài được bếp từ nhá. Đấy, con này là xài bếp từ này, bếp ga, bếp hồng ngoại này, tất cả các loại bếp luôn. Đó, đây, chảo cực kỳ chắc chắn và dày dẫn luôn và rất là to. Đấy, đầu tiên là các bác có thể rán này và xào vào đây ngon lành này. Đấy, còn ngoài ra thì các bác muốn nấu đây nấu ngon lành luôn, vì đi kèm nó sẽ có cả vung luôn, thì khi mà các bác nấu nó rất là nhanh sôi nhá, nó có vung. Đấy, đậy vào kín đáo ngon lành. Đấy, có kèm cả vung cho bác luôn này. Đấy, vung viết ngon lành luôn nhá, quá xịn sò, ok luôn, chất lượng. Đấy, cả vung, cả chảo các thứ giờ, cả môi đi kèm này, tay quai này. Đấy, tay quai mà giá nó chỉ có 140.000 thôi nhá, 140.000 thôi, mà chảo đường kính là 32 cm, nên rất là to, về các bác sử dụng nhà đông người các thứ cho em xài con này rất ok luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc đường kính là 32 cm, giá đang gửi bác là 140.000 một cái, 140.000 một cái, giá rất là hữu nghị, sản phẩm dùng rất là chất luôn, bán cái này bán từ nọ bán rất là nhiều, bán trong phải đến vài trăm cái rồi, bán rất chạy luôn. Đó, dùng rất ok. Đó là cái lọ keo dán dày các bác nhá, lọ keo dán dày. Đó, em báo giá luôn một cái lọ keo dán dày có dung tích là 60 ml này, về các bác chuyên dùng để dán giày rách này, dép rách nhá, rất ok luôn. Cái này thì dán cực kỳ chắc và rất là ngon. Báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k cho một cái típ keo dán dày này, 20k một típ nhá. Các bác lấy 3 típ, giá của nó sẽ là 50.000. 3 típ keo dán dày là 50.000, còn các bác lấy lẻ một típ là 20.000 nhá. Một típ này sẽ có dung tích là 60 ml. Đây, đấy, cái đầu của nó sẽ là đầu kim như này, nên là các bác dùng thoải mái nhá, không lo nó bị tịt đầu đâu, vì cái đầu nó là cái đầu kim. Đấy, có thể do nó là cái đầu kim, nên là các bác cứ dùng thoải mái. Đấy, dùng xong các bác xỏ cái đầu cho em, nó có cái kim nên là không lo nó bị tắc đầu nhá, dùng được lâu, dùng được lâu. Bình thường là những cái dòng keo bình thường là nó không có những cái lỗ kim gì đâu, dùng các bác dùng một da nó chết keo hoặc nó bị đông cứng cái phần đầu là các bác không thể xài được nhá. Đấy, nhưng con này thiết kế rất là hay là nó có cái đầu kim này. Đó, nên các bác không lo nó bị tắc đầu, dùng thoải mái cho em luôn, dùng được lâu được dài nhá. Một típ keo dán dày 60 ml, giá 20.000, bên em đang bán cho bác 3 típ, nếu mà các bác lấy 3 típ thì giá sẽ là 50.000, 3 típ là 50.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là keo dán dày
dán dép nhá. Đấy, giày rách này, dép rách này, các bác mua về dán cho em đỡ bỏ đi nó phí đi, mình mua về mình dán cho em nhá. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy đây, đầu kim. Đấy, về các bác ví dụ đế giày, mũi giày thứ nó bong này, rồi là dép rách các thứ này, về các bác dán cho em rất ok luôn. Đấy, chuyên để các bác dán giày, dán dép con nhá. Đó, 20.000 một típ keo dán giày này, lấy 3 típ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng đài FM nhá, dòng đài FM radio và có kèm cả đồng hồ luôn. Đó thì em báo giá luôn. Cái mã này thì hiện tại em đang gửi bác giá thì siêu tốt luôn cô nhá, giá tốt nhất thị trường. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đài FM. Đấy, đài FM hoặc đài radio có kèm cả đồng hồ nhá cô nhá. Giá bữa trước đang bán bác là 270.000. Hôm nay em xả nhanh bán nhanh bác luôn. Giá siêu tốt, giá bao giá thị trường luôn. 240.000 một cây, và bên em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn nhá. Đấy, với mức giá 240.000 lại còn bao ship tận nhà luôn. Đài thì nghe cực kỳ hay. Con này các bác có thể là kết nối với điện thoại để các bác nghe nhạc. Ngoài ra thì mình có thể nghe đài FM. Đấy, các bác hay ở nhà mình buồn. Đấy, rồi các bác mở ra mình nghe đài FM này, nghe radio này, rất tiện dụng. Và thiết kế nó cực kỳ đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển hồi xưa nhá, rất đẹp luôn. Đấy, đây có phần đồng hồ này, phần công tắc bật tắt, rồi là phần nút bên này là phần dò kênh này, tay sách này, vân giả gỗ rất đẹp nhé, có cả phần anten. Đó đây, nút chỉnh đồng hồ đằng sau này. Đấy, cái này nút này nút chỉnh đồng hồ này, chỉnh giờ các bác nhé, chỉnh giờ đằng sau. Rồi là bên hông thì sẽ có những cái nút như là cổng sạc này. Cái con này nó sử dụng cái nguồn sạc là DC 5V nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, thì các bác sẽ lấy cho em cái dây, đây cái dây sạc của nó đằng sau cái nắp này, các bác mở cái nắp này ra. Đó, sau đó các bác lấy cái dây sạc ra. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho cái dây sạc vào đây. Đấy, và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác có cục sạc điện thoại các bác cắm vô là các bác sạc cho cái đài này rồi. Đấy, nó sử dụng cái nguồn sạc là nguồn DC 5V nhá. Ở đây nó có một cái cổng, đó là cái cổng USB để ví dụ các bác có những cái thiết bị mà tích hợp nhạc vào cái USB ấy, vào cái thẻ nhớ ấy, thì các bác cắm vào đây. Còn ở đây thì là cái lỗ cắm thẻ nhớ, nếu mà các bác có những cái loại thẻ nhớ nhỏ, thẻ nhớ micro USB thì các bác cắm vô đây. Đây là cái cổng tai nghe này, còn đây là cái nút công tắc để các bác bật tắt đồng hồ nhá. Đấy, nó có cả công tắc bật tắt đồng hồ luôn. Các bác muốn dùng đồng hồ các bác bật lên on cho em. Đấy, muốn tắt đồng hồ các bác bật về off nhá. Đấy, và cái nút đằng sau đó là cái vòng xoay để các bác chỉnh đồng hồ nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, cái nút đằng sau này em đang xoay này. Đấy, để các bác chỉnh giờ, ví dụ là hiện tại đang là 1 giờ, các bác xoay cho em về 1 giờ này. Đấy, để các bác chỉnh giờ nhá. Và đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Đấy, đã bắt đầu đồng hồ chạy này. Đấy, đồng hồ kiểu dạng đồng hồ cơ nhá, chạy cực kỳ êm, không có tiếng động luôn, rất là ok. Đấy, rất xịn sò ngon này. Giờ em sẽ đi vào test đài cho bác nghe này. Con này thì các bác có thể bắt được cho em các dòng ví dụ như là SVK này, rồi là có cả đài AM này. Đài AM này. Rồi là đài FM này. Đấy, rồi là MP3 nhá. MP3 thì các bác kết nối với Bluetooth nhá. Cái mã loa của nó, cái mã kết nối Bluetooth của nó sẽ là NS không nhá. Đấy, NS8898BT này. Đấy thì cái mã đấy là cái mã kết nối Bluetooth. Còn về các bác muốn nghe đài FM thì các bác bật lên cho. Đấy, các bác chuyển cho em về chế độ là FM nhá. Đấy, hiện tại đang ở MP3, các bác gạt về cho. Đấy, đúng chế độ FM này. Các bác bật đài lên. Đấy, bắt đầu nó sôi nhá. Cái nút này thì nó sẽ là cái nút công tắc bật tắt kèm với lại là tăng giảm volume, tăng giảm âm lượng ở cái nút bên tay trái em đang xoay đây. Đấy, đây em bật đánh tài cá, bắt đầu là nó đã mở các bác nhá, và bắt đầu các bác nhích dần lên thì nó sẽ tăng âm lượng lên. Đấy, còn các bác muốn cho nó giảm xuống thì các bác xoay nó giảm xuống. Đấy, và các bác xoay hết cỡ thì nó kêu tài cá là tắt đi, còn các bác muốn ấy thì các bác xoay lại. Đấy, xèo 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 này là bắt đầu đang dò nhá, thì các bác xoay theo cái nút bên này, này. Đấy, cái nút bên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác dò kênh nhá. Các bác dò kênh thì nhớ giúp em lưu ý cho em là chỗ nào sóng yếu các bác gạt cho em cái anten này lên. Đấy, gạt cho em cái anten này lên. Sau đó là các bác xoay cho em cái vòng này. Xoay cho em cái vòng bên này này. Đấy, xoay cái vòng bên này. Thì các bác dò kênh từ từ nhá. Các bác đừng xoay nhanh nhá. Dò, các bác dò từ từ thôi. Trong đó có việc đảm bảo đủ thuốc trong kho lưu trữ. Bên cạnh đó, khoản đầu tư cũng hỗ trợ được ngành. Đó, thấy không? Rất ok nhá. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Để triển khai các dự án này, Australia sẽ cử các chuyên gia y tế từ các bệnh viện, trường đại học và các tổ chức y tế của nước này đến khu vực. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết chính phủ. Đấy, con này nghe khá là to ạ, con này nghe to lắm. Đấy. Thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng ở bên group bên này nhá. Các bác muốn nghe nhỏ là các bác cho nhỏ đi, muốn to cho to là các bác cho to lên. Ở tỉnh Đông Kalimantan.
Võ Giang, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia đưa tin. Đấy, cái này là đăng Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, về các bác nghe đài, nghe đóm ở đây, nghe nhạc này, kết nối vào Bluetooth này, cắm vào thẻ, cắm được cả thẻ nhớ này, USB này. Đấy, rồi là có cả phần đồng hồ nhá. Có nhá, có cả phần đồng hồ. Báo giờ báo giấc ngon lành luôn. Đấy, tay sách, sách mang đi mang lại rất ok. Và khi mà hết pin thì các bác lại cắm cho em cái sạc vào, và các bác sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài có thế thôi. Cái con này rất là hay, là nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin 18650 này, đây này. Đấy, pin này nó đã có sẵn một viên trong này rồi. Đấy thì nó sử dụng cái pin 18650 này. Cái pin này thứ nhất là nó sạc tích điện được các bác nhá. Đấy, sạc tích điện được thì khi mà hết pin thì các bác sạc đầy, sau đó các bác lôi ra các bác xài. Và lúc nào mà pin hỏng thì mình vẫn có thể thay thế thoải mái, và cái pin này thị trường nó bán rất là nhiều và bên em cũng đang bán. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 này là 20.000 một viên. Nếu mà các bác muốn mua thêm pin để về dự phòng ấy, còn sẵn trong đài là nó có sẵn một viên pin rồi có nhá. Thì nếu mà các bác không cần thì mình có thể dùng luôn cái pin ở trong đài nhận được. Đó, không cần thiết. Đó, cái này thì nếu mà trong trường hợp dự phòng các bác nghe nhiều thôi thì mình mới cần mua thêm, còn sẵn một viên này thì các bác nghe thoải mái rồi. Đó, rất ok. Đây mở lại cho bác coi này. Dân tham gia cuộc đua được tổ chức ở tỉnh Kampong Serpu, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 80 km về phía tây. Nhà vô địch được trao giải thưởng trị giá 298 đô la cùng cúp lưu niệm. Đấy, có thấy không? Rất ok nhá. Đồng hồ chạy đài nghe ngon lành luôn. Đấy, rồi là phần anten tổng các thứ ngon lành nhá các bác nhá. Giá là rất là hợp lý luôn. 240.000 một cái các bác nhá, 240.000. Các bác có thể bắt Bluetooth này, nghe đài FM này, rồi là nghe nhạc qua thẻ nhớ USB. Có cả đồng hồ xem giờ giấc là 240.000 một cái. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây đài FM nhá. Đấy, em quay khá là chi tiết rồi. Về cái này thì nói chung là rất là dễ xài thôi. Các bác cứ tập tành cho em một vài lần gái là các biết xài, các bác biết ngay xài các nút ngay. Đấy, tăng giảm âm lượng, bật tắt bên này luôn. Bên này là cái nút gió kênh nhá. Rồi là có các chế độ này, SVK này, AM, FM này, rồi là MP3 này, next bài, rồi là chuyển bài các thứ này. Các thứ ok luôn. Nói chung là cực kỳ dễ dùng, mà đặc biệt dành cho các bác người già rất dễ dùng luôn. Nó là dòng đài tích điện nhá, có cả pin tích điện luôn. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vô các bác sạc. Dây sạc thì bên em sẽ để đằng sau. Thì về các bác mở cái nắp đậy này ra là sẽ thấy dây sạc nhá. Đấy, sẽ lấy dây sạc. Về các bác có cái cục sạc điện thoại này mình thì các bác cắm vào là sạc cho cái đài này rồi. Rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 240.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là đài với em. Mới nguyên hộp này rất là đẹp luôn. Đấy, rất chắc chắn bay đắm. Đó, 240k một cái nhá. Chắc chắn chất lượng rất đẹp, thiết kế theo dạng cổ điển, decor rất là ok. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã ấm siêu tốc của Hikari này. Đây. Đấy, hàng bên em tiếp tục hàng về. Đấy, và đợt này cũng về cho bác cái lô này mức giá tốt nhất cho bác dễ mua luôn. Đó thì sản phẩm này thì không có gì bị chê về sản phẩm rồi, dùng siêu bền luôn. Cái này thì em cũng đang xài một cái khoảng tầm hơn 2 năm nay luôn. Đấy. Cái là khách nhà em gửi đi, nhưng mà khách gửi đi xong là khách không lấy, thế là gửi về bom hàng thì gửi về thì bị vỡ là em dùng từ đấy đến bây giờ tầm hơn 2 năm vẫn rất là bền, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 1500W nhá, và dung tích là 2.3 L. Đấy, hàng của Hikari nhá, hàng của Nhật, nhưng mà hàng này thì đã chuyển lên điện 220 rồi, nên là các bác yên tâm nhá, xài cho em điện 220 thoải mái luôn. Đó. Em báo giá luôn nhé, bữa trước thì đang gửi bác là giá là 370.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn, giá chỉ còn có là đi 300 bao nhiêu nhỉ, 320.000 thôi. Đấy, xả luôn bác luôn, bớt luôn bác 50.000 nhé, 320.000 ưu đãi bao ship luôn, bao ship cho dễ bán luôn này, bao ship luôn nhá. Đấy, 320.000 một cái ấm siêu tốc của Hikari này, bao ship ở nhà. Công suất là 1500W nhá, và dung tích là 2.3 L, sử dụng điện 220. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân ấm này. Một thân ấm nhá, đây, một thân ấm đây. Hàng Hikari này, đây. Có chữ dòng chữ Made in Japan này, nhìn không? Đấy, có dòng chữ Made in Japan. Đó. Đây là phần thân ấm nhá. Thân ấm thì thiết kế thì rất chắc chắn luôn. Phần bên trong thì toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, dày rất là chắn. Bên ngoài thì có bọc một cái lớp nhựa để khi mà các bác sử dụng cách nhiệt chống nóng rất tốt này. Đó, và phần nắp này các bác thao tác là đẩy lên cái là tự động nó sẽ mở ra. Đấy, còn lúc nào các bác dùng thì các bác ấn xuống, ấn mạnh em cái tạch cái là xong. Đó, đây phần miệng ấm này làm thiết kế theo dạng chống tràn, nắp cái phần nút bấm công tắc tiện lợi này, ngay gần tay này, các bác sử dụng xài rất là tiện lợi luôn. Đó, các bác đặt xuống cái bấm một cái thì xong, lúc nào sôi tự động là nảy các bác nhá, tự động nảy. Đây phần chân đế ấm, chân khâu đồng chắc chắn xịn sò Hikari này.
sử dụng điện 220 này, công suất là 1500W này, dung tích 2.3L này. Đấy, có hikari.jp này. Đây là phần đế ấm nhá. Đây là phần đế ấm, toàn bộ là được bo inox vùng quanh. Đó. Chân khâu đồng luôn nhá, có nhá, rất chắc chắn luôn. Dây nguồn này, dây nguồn to. Phần phích cắm cũng rất là to luôn. Đấy, đi về các bác xài mình chỉ việc để ở đây thôi. Đổ nước để ở đây, bấm công tắc cái cho em xong, lúc nào sôi cái tự động là nảy xong. Ok. Dung tích 2.3L để các bác dùng gia đình đông người cho em thoải mái luôn. Nói chung là một cái con ấm này rất là bền, vì bên em bán cực kỳ nhiều rồi mà siêu bền luôn. Em cũng đã dùng thực tế, trải nghiệm thực tế con này rồi. Dùng cách đây bữa trước là cái đợt em bán ấy là nó cái đây khoảng tầm hơn 2 năm, nó rơi khoảng tầm 450.000 một con. Đấy, đợt này hiện tại nó đang giảm giá rất là sâu luôn. Đấy, để các bác cùng dễ mua là 320.000 một con nhá. 320.000 một cái con ấm siêu tốc Hikari này, bao ship tận nhà luôn. Hàng made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, made in Japan. Đó, rất xịn sò. Nói chung là cái sản phẩm này chắc chắn chất lượng mà phù hợp với lại giá cũng như là cái chất lượng của nó bền quá, nó bền. Đấy, quan trọng nó bền. Dùng ok. Sử dụng điện 220 cho em nhá. Sử dụng điện 220. 320.000 nhá, 320.000 bao ship tại nhà, ấm siêu tốc của Hikari này. Tiếp theo thì em về luôn đây bác, đó là cái lô cây gãi lưng này. Lên mã giúp em sẽ là cái cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Cái cây gãi lưng này thì các bác có thể để ngắn nha, còn nếu các bác muốn dùng thì các bác có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra. Con này kéo dài khá là dài đấy. À, này. Khoảng tầm 40cm nhá, khoảng tầm 40cm, khá là dài. Các bác về dùng để mình gãi lưng này, gãi lưng, gãi chân, gãi tay. Bình thường ví dụ nó vị trí khó, ví dụ như lưng liếc các thứ là các bác thò tay ra gãi rất là khó, thì các bác mua trong cái này về. Đấy, mình thò ra sau lưng mình gãi nhá. Đấy, thò ra sau lưng mình gãi này. Rất ok. Nó gọi là cái cây gãi lưng. Đây có cả phần móc đeo này, thiết kế rất chắc chắn. Mà giá thì bình dân thôi. Giá này thì hiện tại em đang xả kho gọi là chiên kính điếu luôn các bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Tại em đang grab kia một cái cây gãi lưng này với giá sẽ là đi 10.000 một cây thôi nhá, 10.000 một cây thôi. Lên mã cho em sẽ là cái cây gãi lưng này, giá chiên, giá bán nhanh các bác luôn nhá. 10.000 một cái cây gãi lưng này. Đấy, gọi là giá chiên thôi, giá không lợi nhuận nhá. Bán để các bác có đồ mua thêm vào để các bác dùng và trải nghiệm nhá. 10.000 một cái cây gãi lưng, có thể là kéo dài ra và thu ngắn lại. Đấy, các bác dùng để gãi lưng, gãi người, gãi gọn rất ok luôn, chắc chắn. Nói chung là nhà có một cái cây này dùng rất hay, nhiều khi mình cần mình có cái mình gãi nhá. Cây gãi lưng 10k một cái. Nhiều những cái chỗ vị trí khó các bác không gãi được, các bác phải nhờ người gãi cho ấy. Đấy, các bác mua ok về. Đấy, đỡ phải nhờ, mình tự tay mình gãi luôn. Mà tự tay mình gãi bao giờ cũng sướng hơn là nhờ người các bác. Đấy, mình có biết chỗ nào cái là mình gãi đúng chỗ ngứa ấy, là nó vẫn là chuẩn nhất quá nhá. Đấy, cây gãi lưng 10.000 một cái cây gãi lưng nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng bơm 2T của Stanley này, hàng made in Japan. Em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. Đấy, bơm 2T. Bơm 2T này thì bữa trước đang bán bác là 280.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 220.000 một cây. Bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, bơm 2T nhá. Bơm 2T 2 xi lanh 220.000 một cây. Đấy, sản phẩm này thì bơm mới nguyên hộp luôn. Đấy, bơm mới nguyên hộp. Gia đình nhà có xe đạp, xe máy các thứ là các bác nên sắm cho em một con này, rất tiện dụng. Đấy, các bác bơm đỡ phải mang ra quán xá này rồi đỡ phải đi mượn bơm. Về có cái là mình dùng xài luôn. Stanley made in Japan nhá. Đấy, đây. Đấy, phần 2T này, 2T nó khi các bác bơm trợ lực bơm rất khỏe, bơm rất nhanh luôn. Phần T bóng mượt này, rất chắc chắn luôn. Toàn bộ khung của nó sẽ là khung thép nhá, sơn tĩnh điện, siêu chắc chắn luôn. Đây, đế chân các thứ ngon lành luôn này. Con này thì thao tác rất dễ, có cả phần đồng hồ đo áp suất nhá, phần dây bơm này. Dây bơm đầu bơm các bác cắm xe đạp, xe máy, ô tô bơm cho em thoải mái luôn. Đấy, con này bơm xe đạp, xe máy, ô tô thoải mái luôn nhá. Dây bơm thì chống cọc chống quẫy này, các bác bóp cho em thoải mái này, các bác thả tay ra cái này lại về bình thường luôn. Đấy, thả tay ra cái lại về bình thường luôn. Dây bơm chống cọp chống gãy siêu bền nhá. Đây, thả tay cá lại về bình thường, rất ok. Con này thì nếu mà các bác đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nhá, nhá. Đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn như này. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bác đau chân thì các bác có thể lấy tay các bác dặn luôn. Nó 2T và khi mà bơm trợ lực nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà bơm cái lượng hơi vào nó rất là khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, ô tô. Hoặc là nhà các bác có hay có nhiều xe, các bác mua con về, bình thường các bác cứ phải ra quán ra xá các bác bơm. Đây các bác mua cho em luôn con này về, đỡ phải ra quán ra xá hoặc đỡ phải đi mượn. Về cái là bỏ ra em hơn 200.000 mà dùng nó yên tâm, có cái dùng luôn mà. Nhiều khi cần là có cái dùng luôn, thứ hai là đỡ phải đi mượn đi mõ hay là đỡ phải ra quán ra xá rồi. Đấy, bỏ ra em 200 xài thoải mái luôn. Đấy, nồi đồng cua đá hàng Nhật này yên tâm rồi. Đó, made in Japan nhá, Stanley. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. 220.000 một cây, bao ship tận nhà luôn, 220.000 một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái lô kem đánh răng của Nhật này. Đấy, kem đánh răng của Nhật, kem muối nhá. Nó là dòng kem muối. Kem này thì em bán khá là nhiều rồi. Và hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, xả kho luôn cái mã luôn, cũng về lô mới xả kho.
tặng 3 ngày 8 trả kho bác dễ mua nhá. Lên mã cho em sẽ cái cây kem Nhật, nó là dạng kem đánh răng muối nhá, giúp răng chắc khỏe hơn. Đấy, rồi là đặc biệt bác nào mà hay chảy máu chân răng này, viêm lợi, viêm níu này, các bác mua trong loại này về xài dùng rất thích luôn. Mà cái vị của nó là vị mặn mà nhá, vị mặn. Vị mặn mặn the the của muối nhá, nên các bác đánh cực kỳ sạch luôn. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn. Đánh rất thích luôn mà cái vị mặn của nó ấy, đôi khi các bác đánh là nhiều bác là có khi nghiện luôn, mà chính bản thân em là em xài cái này em cũng nghiện luôn. Đấy, đánh cảm giác sáng mà không có tí cái kem mặn mặn này đánh nghiện mà thấy thiếu thiếu ạ. Đấy, thấy thiếu thiếu, đánh rất thích nhá. Mà cảm giác đánh xong cái kem này xong là mồm miệng thứ nào cảm giác là nhẹ mồm, sạch mồm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, hàng của Santa nhá các nhá, Santa. Đấy, hàng kem răng muối của Nhật nhá, một típ này là 170g. Đấy, thì nhiều bác hỏi em là hạn sử dụng là nó có được lâu không, thì nói luôn bác là hạn sử dụng là nó rơi vào khoảng tầm là 2026 nhá. Đấy, 2026 hạn sử dụng thoải mái để các bác xài luôn. Những cái hàng này thì bên em thường lấy cho bác là những cái hàng date mới nhá, hàng date mới luôn. Đấy, hàng date mới và hạn sử dụng còn được rất là lâu nên là các bác yên tâm nhá. Đó thì em báo giá luôn này, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kem răng Nhật nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán bác giá của nó là đi 90.000, hôm nay em xả kho bác bán nhanh bác luôn, chỉ có 60.000 một típ thôi, 60.000 một cái típ kem răng Nhật 170g nha. Nó là dạng kem răng muối nhá. Đấy, bác nào mà đau nhức răng, chảy máu chân răng, đấy, viêm lợi, rồi là mồm hôi các thứ rồi, đấy, sử dụng cho em. Nó là chứa một cái hàm lượng muối nhất định nha, nên khi các bác đánh cực kỳ là sạch cái khoang miệng luôn, đánh rất thích luôn. Đấy, đánh nhẹ luôn nhá. Đó, 60.000 một típ nhá, 170g cũng xài thoải mái luôn, 170g khá là nhiều đấy. Đó, kem đánh răng của Nhật. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Tiếp, em lên luôn cho bác đó cái lô thùng đạn của Mỹ nhá. Báo giá cũng xả kho các bác này luôn. Bữa trước đang bán bác là 350.000, mà em về lô mới bán anh xả luôn. Giá chỉ còn có là đi 310.000 thôi. Đấy, 310.000, lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đạn Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ này, thùng đạn Mỹ 310.000, em bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất rồi. Đấy, bữa trước đang bán là 350.000 đấy, đợt này đang giảm luôn đấy bác, còn có 310.000 một cá đâu, 310.000 cá lại còn bao ship tận nhà luôn. Thùng thì cực kỳ dày rất chắc chắn nhá. Đấy. Bữa trước là em bán là có một bác cũng mua, một bác bảo là tôi nhìn cái thùng đạn tôi lại nhớ là trước là đi chiến tranh là cái thùng đạn này nó rất là quý luôn. Đấy, đựng tài liệu này, khi mà dùng hết đạn rồi các bác mua, các bác kiếm được để đựng tài liệu thứ đây. Mà cái thùng này nó rất là kín luôn. Đấy, thùng rất là kín luôn. Mà cái thùng này nó cũng ngon các bạn, nó cũng ngon. Đây em mở bác luôn là nó cũng rất kín nhá. Ở đây trong này nó có một lớp giòn cao su này. Đấy, các bạn nhìn thấy lớp giòn cao su này. Nên là khi mà các bác đậy vào nó cực kỳ kín luôn. Đây, phần lòng trong nó này. Đi về các bác đựng đồ này, đựng đồ đạc này, những cái đồ thiết bị nhà mình này. Sử dụng rất ok. Và cái con này cái nguyên lý đóng nắp nó rất hay là các bác ấn nó xuống này, sau đó các bác gạt vào đây. Nó là dạng kiểu dạng ấn đấy. Ấn nữa nhá. Đấy, các bác ấn cho em ấn mạnh nhau này. Đấy, ấn mạnh nhau nhá, phải ấn mạnh nhá. Các bác ấn nhẹ nhẹ tay không được đâu, phải ấn thật mạnh vào thì nó mới khớp vào được. Và khi mà nó đã gồng vào rồi thì cái phần giòn cao su nó rất là kín luôn. Các bác có thể vứt xuống nước mà nó không ngấm nước luôn. Đấy, nó rất kín nhá. Và cái lá thép của nó sử dụng cái đây là các bác nhìn này, cái lá thép của nó này. Nó làm ra cái thùng đạn này nó siêu dày luôn. Nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà bữa trước em cân là hơn 3 cân đấy các bạn, hơn 3 cân một cái thùng đạn như này đấy. Đấy đây. Cát tông này. 7.62 mm này. Đấy, USA nhá, thùng đạn của Mỹ các bác nhá, thùng đạn của Mỹ, hàng này của Mỹ. Em sẽ đo cho bác về kích thước này. Chiều dài của nó là 30 này, chiều rộng của nó là 15 nhá, 30 x 15. Chiều cao là đi 18 các bác nhá, chiều cao là 18, nói chung là cũng khá là to đấy. Khá là to đấy các bác nhá. Ở đây có phần tay sách nhá, sách mani mang lại rất ok. Các bác mua về đựng đồ nghề các thứ rồi. Nói chung em bán khá nhiều rồi mà các bác chưa bác nào chê với thùng đạn này. Nhiều bác bảo là rất dày, dặn chắc chắn luôn mà siêu bền. Cái này thì các bác cứ vất vả vật cho em thoải mái, siêu nổ đồng cô đá. Những cái hàng của quân nhu, hàng của quân đội này thì nó gọi là siêu bền rồi, gọi siêu bền rồi, không gì chê cả. Thùng đạn Mỹ nhá. 310.000 một cái, bao ship tận nhà luôn. Hàng của USA rất là sò chất lượng nha. Đó, màu quân đội màu xanh rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái cây bút điện đa năng này. Cái này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, và khi mà các bác mua cái bút điện này bên em thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái lốc pin dự phòng luôn, rất là ok. Đấy, hàng mới nguyên vỉ nha. Em báo giá luôn nhá. 20.000 một cái cây bút điện nha. 20.000 một cái cây bút điện nha, lên mã nha, cái cây bút điện đa năng nhá. Bút điện đa năng này. 20.000 một cây. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá siêu bình dân hạt rẻ luôn. Đó. Cái này em bán khá nhiều, các bác lấy phát 4-5 cây luôn về xài. Mà cái ánh sáng nó rất là sáng này, các bác nhìn này.
Đấy, nó rất là sáng. Đây em đang để giờ mà anh rất nhiều ánh sáng nha em nhá, nhìn này. Đấy, nó sáng kinh khủng luôn. Đó, sáng rất sáng nhá. Về các bác đo thông mạch, đo dây đứt ngầm các thứ đo rất tiện dụng luôn. Và đi kèm cho bác là cả một cái lốc pin dự phòng trong này nữa. Đó, rất ok. Mà chỉ có 20.000 thôi nhá. 20.000 một cái cây bút điện đa năng nha. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế về cái sản phẩm này, những cái công năng sử dụng của cái con bút điện này nhá. Rất nhiều chức năng luôn, rất hay. Giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Hôm nay em đặt cái bút này ra xem là bên trong nó có gì các bác nhá. Thì xem là đấy, cái vỏ nhựa của nó thì cũng khá là dày này, bên trong có pin này. Đấy, và một cái mạch nó rất là nhỏ như thế này thôi mà nó có rất là nhiều chức năng nhá. Chức năng đo thông mạch rất là tiện ích nhá. Ví dụ đây nồi cơm nhà bác, các bác muốn kiểm tra xem nó có bị đứt hay không thì một đầu dây các bác chở vào đây và đầu còn lại các bác chở vào đây. Nếu mà đèn sáng xanh thì dây nồi cơm nhà mình vẫn ok nhá. Chức năng dò dây điện bị đứt ngầm cũng rất là tiện ích nhá. Nếu mà đèn sáng xanh thì là có điện đấy, chỗ này đèn không sáng nữa thì chỗ này đã bị đứt ngầm rồi. Chức năng cảm ứng từ trường, để ở ngoài dây lửa đèn sẽ sáng màu xanh và để ở ngoài dây mát đèn sẽ không sáng. Nếu chọc vào ổ điện dây lửa đèn sẽ sáng xanh đỏ, còn dây mát đèn chỉ sáng màu xanh. Một chiếc bút tiện dụng như thế này mà chỉ bằng một cốc trà sữa. Đó, thực tế về sản phẩm nhé, các bác nhé, rất ok luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 một cái cây bút điện đa năng thôi, 20.000 một cây thì rất nhiều chức năng nhé. Đo thông mạch, đo dây đứt rồi do dây nóng thế này, ok luôn. 20.000 một cây bút điện đa năng nhé. Đựng túi đựng quần áo, chăn màn này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 20.000 một cái nhé, các bác nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo, chăn màn. Đấy, ví dụ như là miền Bắc bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, những cái chăn, cái màn dạng to. Đấy, nhiều khi là các bác muốn cất đi nhưng mà cất đi thì các bác rất là ít chỗ mà để các bác nhét vào, thì các bác mua cho em một cái túi này vào. Cái túi này của nó dung tích là 100 lít, rất to luôn. Kích thước của nó là 42 nhân với lại 43 nhân 40 nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái túi này với giá sẽ là 20.000 một túi nhá. Chỉ có 20.000 một cái thôi, giá rất là bình dân. Về các bác đựng những cái quần áo dư các bác chưa mặc đến, các bác có thể đựng vào đây. Hoặc ví dụ như là chăn màn, những cái đồ to cồng kềnh thì các bác cứ nhét hết vào cái túi luôn cho em. Thì đây, đấy, cái túi này nó rất là to luôn. Cái túi này nó rơi khoảng tầm 100 lít mà các bác. Đấy, 100 lít thì về là các bác mở nó ra này. Đấy, sau đó là các bác nhét chăn, nhét màn này. Đấy, những cái dạng chăn to, chăn 5 cân này các bác nhét đây cho em thoải mái luôn, túi to rộng lắm. Đấy, thì các bác nhét vào đây. Nó là dạng vải không dệt nhá. Đấy, chống thấm tốt, các bác để những cái chỗ mà ẩm ướt cũng thoải mái luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, chắc chắn mà giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, khi mà đựng xong thì các bác lại khóa nó vào. Đấy, sau đó là các bác xếp nó lên. Đấy, xếp nó lên những cái chỗ các bác để cho nó gọn. Đấy, bình thường là những cái chăn to thứ là các bác vứt lồng còng để trong tủ, đứa lồng còng tích các bác mua trong cái túi này về. Đấy, các bác nhét nó vào thế là xong, rất ok. Đây này, rất là rộng rãi, ok luôn nhá. Đó, mà giá là bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái túi đựng quần áo nhá, túi đựng quần áo chăn màn. Đó, kích thước là 42 x 43 x 40, dung tích là 100 lít cơ, rất là to luôn. Đấy, với mức giá sẽ là 20.000 một cái thôi, 20.000 một cái túi đựng quần áo chăn màn nhá. Thùng đồ nghề của Kirito thì bên shop hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bên shop hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, cái thùng đồ nghề của Kirito em báo giá luôn, cái hàng của Nhật nhá. Lên mã em cái thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề này thì sẽ có giá là đi 430.000 một cái. Và bên em sẽ bao ship về các bác dùng để đựng đồ nghề, kìm, cà lê, mỏ, lết các thứ vào, rất ok luôn. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác giá rất dễ mua luôn, 430.000 một cái nhá. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 42 nhân với chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. 42 x 20 x 20, giá tại bên em đang bán là 430.000. Hàng thùng nghề 3 tầng nhá, rất là xịn luôn. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem này, mục sở thị này. Hàng mới nguyên hộp này luôn. Đấy, hàng của Nhật rất là xịn sò, ngon lành. Đấy, đóng gói rất kỹ luôn. Đấy, chiếc thùng đồ nghề quá xịn luôn, chắc chắn chất lượng lắm. Đây các bạn cùng nhìn này, đó rất đẹp luôn nhá. Đây, đấy thì hàng này thì đầu tiên là nó sẽ có là cái phần cái quai sách nhá, cái quai sách nên là rất là tiện, các bác sách mang đi mang lại rất ok. Thùng khá là nặng luôn, thùng nặng lắm, thùng vì cái tôn của nó dày mà, cái lá tôn nó dày, lá thép của nó dày nên là con này nó nặng chắc khoảng tầm hơn 4 kg, tầm 4 kg 4 kg rưỡi đấy, khá là nặng luôn đấy. Đấy, thì ở đây đầu tiên nó sẽ có quai sách này, kích thước của nó tổng thể chiều dài này, chiều dài này của nó là đi 43 này, từ đây đến đây là 43 này. Đấy, chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. Và con này là nó khi mở ra thì nó sẽ là 3 tầng nha. Đó, rất đựng được rất nhiều đồ luôn. Đấy, ví dụ như ngăn dưới là ngăn to,
các bác đựng những đồ ví dụ như là máy khoan, máy khiếc các thứ này, những cái máy dụng cụ cầm tay, những cái máy to các bác để đây. Đấy, còn những cái ngăn trên ngăn nhỏ này thì các bác chia ra để các bác ví dụ đựng cà lê này, mỏ lết này, ốc vít này, kìm kéo này. Đấy, đến khi mà mình có sửa chữa rồi mình làm nghề biết các thứ là các bác tìm nó rất là dễ, tìm rất là nhanh. Đấy, mình chia ngăn ra mình đựng rồi. Đấy, nên là khi mà mình tìm nó rất là nhanh, nó đỡ bị bừa bộn đồ nhá. Vừa đỡ bừa bộn đồ mà thứ hai là mình sắp xếp đồ nó khoa học, thì đến lúc mà mình tìm rồi mình làm nó, mình tìm cái đồ đấy đến lúc nó rất là nhanh gọn. Đó, rất là thông minh nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh. Và lúc nào mà dùng xong rồi các bác lại gặp nó lại. Đấy, gặp nó lại thì rất là gọn gàng. Đấy, gặp lại nha. Đây, toàn bộ nó là những cái bản lề thép này, rất chắc chắn, đinh tán, ngon lành luôn nha các bác nhá. 3 tầng. Màu sơn chủ đạo là màu xám đi kèm với lại màu cam, thiết kế rất hài hòa nhá. Đây, dòng chữ Kirito dập nổi ở trên thân của thùng này. Đó. Và một cái rất là hay là ở đây nó cái phần nắp trên này của nó có một cái lỗ này. Đấy, có một cái lỗ này. Đấy, có nhìn cái lỗ chưa? Đây cái lỗ này. Đó cái lỗ này. Cái lỗ này để khi mà ví dụ các bác đi công trình công trường, còn mình ví dụ có những cái đồ giá trị đây, các bác muốn cẩn thận thì các bác mua cho mấy khóa nhỏ, các bác quặc vào đây khóa nó vào. Thế là xong. Kín đáo ngon lành luôn. Mình có vứt chẳng may ví dụ mình có vứt, mình có hoặc mình có bỏ quên ở công trình đến lúc mà đồ đạc các thứ là nó vẫn còn nhá. Đấy, nó đỡ bị thó trước các thứ là ok. Đấy, nói chung khá là chắc chắn luôn ạ. Em thấy chất lượng rất ok nhá. Mày cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng khen lắm, các bác bảo là chắc chắn mà dùng ok. Với cái mức giá như này thì các bác không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Từ cái nước sơn ở thứ này, các bác nhìn đến nước sơn này. Đấy, sơn nó toàn bộ là sơn tĩnh điện nhá, nên nó rất là đẹp. Đó đây, phần tay cầm này toàn bộ là sơn tĩnh điện luôn, dày dẫn chắc chắn lắm, nói chung là dày đẹp chắc chắn các bạn. Con này các bác dùng thì nồi đồng cú đá thôi, hàng của Kirito, yên tâm chất lượng lên. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là thùng đồ nghề 430.000 một cây, bao ship tại nhà luôn, kích thước là 42 x 20 x 20 các nhá. Đó, khá là to, mở rộng ra 3 tầng chứa làm được rất là nhiều ngăn, các bác đựng được rất là nhiều đồ luôn. 430.000 đựng theo kiểu đồ là khoa học thông minh nhá, đến lúc mà mình có dễ kiếm những cái đồ các thứ mình cũng rất là dễ tìm, dễ sử dụng nhá. 430.000 một cái thùng đồ nghề của Nhật Kirito nhá. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã hàng, đó là cái bóng đèn 8 cánh này. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, con này thì công suất của nó vào là 200W nhá, và siêu sáng luôn. Đấy, và hiện tại thì cái ánh sáng mà em đang dùng để em quay cái sản phẩm cho các bác coi cũng là từ đèn 8 cánh em nha. Đây các bác nhìn này, đấy toàn bộ em đang dùng ánh sáng từ đèn 8 cánh, như các bác nhìn thấy cái hình ảnh này. Đây có những cái quả này, cái quả này em vỡ ngược vỡ xuôi này. Đây có nhìn này, vẫn dùng ngon lành luôn nhá, vẫn dùng ngon lành luôn, nó chắc chắn lắm mà bền cực kỳ luôn. Cái này là từ đợt em làm là có những cái quả tuổi thọ nó lên khoảng tầm 3 năm nay rồi. Có nhìn này, nó vỡ lòng sọc này, nhưng mà vẫn dùng rất ok nhá, vẫn dùng rất ok luôn. Nói chung là xịn lắm, toàn bộ dàn em đang dùng toàn bộ là dàn 8 cánh hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ là dàn 8 cánh luôn. Đấy, nên là dùng rất ok. Đấy, cực kỳ xịn ngon lành luôn. Ánh sáng cho ra sáng và trong vắt quá nhá. Đây. Đó. 8 cánh luôn nhá. Xịn cực kỳ. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá, và khi mà mở ra thì nó là một chiếc cái đèn 8 cánh như này. Đấy, một chiếc đèn 8 cánh nha. Đấy, có nhìn cái bóng của cái đèn 8 cánh em đang xài này, có nhìn chưa? Đấy, cái bóng nó đang soi như này. Đây này. Đó này không? Đấy thì nó sẽ sáng là những cái cánh vùng quanh này sẽ có tổng là 8 cánh và một cái chóa tròn ở giữa, nên là cho ra cái ánh sáng, thứ nhất là ánh sáng rộng nhá. Đấy, sáng rộng của nhá. Các bác cần những cái ví dụ như là những cái môi trường rộng lớn. Đấy, ví dụ như những cái nhà cửa thứ rộng lớn, rồi là những cái khuôn viên, rồi là những cái chỗ nào các bác cần ánh sáng thật là sáng thì các bác mua cho em quả này về. Đấy, công suất của nó là lên đến là 200W luôn. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi xoáy E27. Đấy, đuôi xoáy E27 nhá. Về các bác xoáy và những cái đuôi xoáy thì mình là xài thôi. Sử dụng nguồn điện là 220 nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, đây. Khi mà nó xòe ra rất là to này, chắc chắn cầm quả bóng nặng trịch luôn. Dòng này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá, và rất tiết kiệm điện luôn. Đấy, chip LED siêu sáng tiết kiệm điện. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái quả bóng đèn 8 cánh này, đèn 8 cánh. Công suất là đi 200W nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 một quả thôi, chỉ có 190.000. Đấy, các bác nào cần những cái con bóng đèn thật sáng. Đấy. Thì mua cho em quả này, siêu sáng luôn. Đấy, không gian rộng, rồi là những chỗ nào các bác cần những cái ánh sáng để các bác làm việc rồi là sử dụng, mua cho em quả này về, thắp thì siêu sáng luôn. Đó, 200W rất sáng luôn nha, mà rất là bền. Có những quả em dùng khoảng tầm trên 3 năm từ đợt em bắt đầu làm rồi. Đấy, bắt đầu em mua những quả này về rồi. Đấy, từ đợt đấy em bán đến bây giờ luôn. Đó, vẫn còn cái hàng này vì nó rất là bền và bán vẫn rất là chạy nhá, bán vẫn rất là chạy. Đó.
190.000 một quả nhá, 190.000. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy các bác, nếu mà các bác muốn dùng thì mình có thể gập vào và điều chỉnh cái cánh này này. Nó có cái phần điều chỉnh nhá. Đấy, các bác có thể thoải mái điều chỉnh theo cái phần cái công năng sử dụng. Nếu mà các bác muốn xài nha, các bác điều chỉnh nhá. Còn không thì các bác cho xòe hết ra được. Xòe ra nhìn như kiểu một cái quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng vừa là một cái chiếc đèn để các bác trang trí nhá. Rất là gọn gàng, ok luôn. Chất lượng. 190.000 một quả nhá. Bóng đèn 8 cánh nhá. Công suất 200W, sử dụng đuôi là đuôi E27 và điện 220, 190k. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn 8 cánh. Tiếp theo thì lên luôn mã thanh lý cho các cái bộ kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái này thì hầu như gia đình nào cũng cần một cái rồi, 1 đến 2 cái luôn. Nhà nào thường thường cũng có một cái tủ lạnh, một cái máy giặt rồi. Đấy, về các bác dùng để các bác kê lên. Đấy, các bác hay biết tại sao là máy giặt tủ lạnh cái thứ nó hay hỏng, có biết tại sao rồi. Mà đặc biệt luôn là miền Bắc, các bác để là thời tiết các thứ là nó rất là ẩm ướt. Đó, đặc biệt là cái mùa này đang mùa nồm này, ẩm ướt rồi là nó ra nước nô thứ rất là nhiều, mà các bác để tiếp xúc trực tiếp xuống dưới cái mặt sàn mặt nền nhà mình là nó hay bốc lên, là nó rất là ẩm ướt, rồi là ví dụ như là nó gây mọt chân tủ lạnh máy giặt này. Thứ hai là nó gây những cái con iốt điện tử, thứ là mạch điện tử là nó hay bị lỗi. Đấy, nguyên nhân là do như thế. Thì các bác mua cho cái này về, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh nhá. Thì về các bác kê nó cao lên để các bác mua cho mấy kệ này về. Thì cái kệ này khi mà các bác kéo dài ra tối đa thì nó lên đến được là 60 phân luôn nhá, 60 phân. Đấy, và tối thiểu các bác thu vào được thì nó rơi được là 48 cm này, 480 mm đấy. Tức là nó tùy, cái này nó tùy chỉnh được không nhá, tùy chỉnh được theo cái khuôn tủ lạnh của bác nhá. Đấy, hầu như là những cái tủ lạnh bây giờ, máy giặt bây giờ, cửa ngang cửa đứng các thứ rồi, tủ lạnh to tủ lạnh nhỏ hầu như là được hết luôn nhá. Thì về các bác đó, thì về các bác kê lên nhá, về các bác kê lên cái này nó có tinh chỉnh được nhá, tinh chỉnh theo cái chiều dài chiều rộng của cái tủ lạnh máy giặt nhà bác nhá, nó điều chỉnh tự do được nên là có yên tâm nhá. Về hầu như là vừa hết luôn. Đó, thì em báo giá luôn nhá. Cái này thì bữa trước bên em đang gửi bác giá là 120.000, em còn ít nữa em xả kho bán anh bác luôn. Đấy, và đặc biệt đang vào cái mùa này giá rất là tốt luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kệ tủ lạnh máy giặt nhá. Bữa trước đang bán là 120, hôm nay giảm luôn bác, giá chỉ còn có 80.000 một cái thôi. 80.000 cho các bác dễ mua luôn. Bình thường là các bác mua ít giờ cái này thợ đến lắp khoảng tầm 250 cho đến 400. Đấy, bữa trước là em lắp là em không biết là cái đợt em lắp ấy là cũng lâu lâu rồi, là thợ nó phệt nhà em là 5 lít các bạn, 5 lít, nói chung là cũng hơi cũ nhưng mà thôi, cái đấy thợ lắp thì mình không làm gì được. Nhưng bây giờ mình bán mình mới thấy là giá nó rất là rẻ luôn các bạn, giá nó rất là rẻ mà hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng thì hàng của Việt Nam nhá, cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ máy giặt này, sản phẩm thanh inox đế nhựa này, chống rung lắc này, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cân. Đấy, rồi là lắp cho tủ lạnh ok luôn. Thì đây em sẽ quay bác thực tế cái em đã lắp đặt sẵn đây. Đó, em đã lắp đặt sẵn nha, để bác cùng xem này. Đấy, thì về thì các bác lắp đặt sẵn với nhà, hoặc là nếu mà thì các bác, nếu không thì các bác có thể đo cái tủ lạnh máy giặt này mình trước đi. Đấy, sau đó các bác lắp trước ở đây nhá, sau đó các bác kê nó vào. Đấy, thì khi mà kê vào thì ở mỗi cái vị trí này là nó sẽ có những cái con ốc này. Đấy, để các bác tinh chỉnh nhá. Ví dụ các bác muốn cho nó ra thì bác kéo nó ra này. Đấy, các bác kéo nó ra. Còn nếu mà các bác muốn thu nó vào thì các bác thu nó vào. Sau đó là các bác siết cho con ốc này vào, thì khi mà siết vào này nó sẽ cố định nó chắc khư luôn. Đấy, các bác siết cho con ốc này vào. Bên này cũng thế luôn này. Đấy, toàn bộ là đều có những cái con ốc ở đây hết luôn. Đấy, để nó hỗ trợ siết cái phần thanh này với cái thanh inox này với lại cái trục chính này. Đấy, thì đây, nó cái đế chân nó rất là cao luôn nhá. Đế chân này rơi đến khoảng tầm chiều cao lên khoảng tầm 10 cm, khá là cao đấy. Để về các bác sử dụng các bác kê nó vào. Đấy, thì về các bác kê tủ lạnh này, máy giặt đây rất ok. Chống ẩm ướt này, mối mọt chân của tủ lạnh máy giặt này, nói chung là rất ok, một cái sản phẩm mà đáng mua luôn. Các bác nên mua nhé, nên mua cho mọi gia đình, nên mua một cái nhà. Đấy, một hai cái về các bác để tủ lạnh máy giặt này rất ok. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái combo 7 mũi vít này, 7 mũi vít để về các bác sử dụng bắt vít rồi mình vặn vít rất ok luôn. Thì một cái bộ này sẽ gồm có là 7 mũi nhá, 2 4 6 7 mũi này, từ dài đến ngắn. Cái dài nhất của nó lên đến là 15 cm, về các bác xoáy rất ok luôn. Đấy, về cái con này nó chân sẽ là chân lục giác này. Đấy, chân lục giác để về các bác lắp máy khoan pin, máy khoan cầm tay cho em vào đây thoải mái luôn. Đấy, chân nó chân lục giác là rất là dễ dàng sử dụng nhá. Thì một cái bộ combo mũi vít lên mã nha, sẽ là cái bộ combo mũi vít V7 nhá. Em báo giá luôn. Bộ này gửi bác là 60.000 bộ nhá. 60.000 một cái bộ combo mũi vít V7 này. Bao gồm là 7 mũi vít nhá. Và cái phần này của nó là cái dạng cạnh sọc này. Đấy, khi mà các bác bắt vít là nó không bị trượt
cái con chân vít nhá. Bình thường là các bác hay bắt những con mũi trơn đấy là các bác bắt vít rất hay bị trượt. Đây nó là dạng làm kiểu dạng khía khía này đấy, nên là nó là những cái rãnh để chống trơn trượt nhá, các bác bắt vít không bị trượt mũi. Và toàn bộ dòng này đều được nạp từ hết đấy, đều được nạp từ tính hết nên là bắt thít rất là tốt luôn đấy. Đây hàng ở đây nó nguyên túi này, hàng này hàng ôm đô, em ôm đô thanh lý cửa hàng nên nó được cái mức giá hồi này, chứ bình thường các bác mua một cái bộ mũi vít này không phải là có giá dưới 150.000 đâu đấy, nó rất là giá rất là cao luôn đấy. Đây thì em đang gửi bác cái giá gốc luôn, nó chỉ có 60.000 thôi, giá nó rất là bình dân hạt rẻ nhá. Đấy toàn bộ là đều được bắt từ tính hết nhá, đấy đều được bắt từ tính hết nên là rất ok. Đây đấy, mũi thì cực kỳ chắc chắn rồi, rất là đẹp luôn, mà 7 mũi này nó giá nó chỉ có 60.000 thôi là có biết cái giá nó như nào, cái giá nó siêu hạt rẻ luôn đó. Đây siêu hạt rẻ luôn, mũi thì cực kỳ đẹp này, có nhìn này. Đây này, đấy, toàn bộ được làm cạnh chống trơn trượt hết này. Đấy, đầu mũi vít chống trơn trượt nhá. Đó, rồi thân vít này. Phần chân vít của nó sẽ là chân PS2 nhá, chân lục giác nhá. Nói chung là mũi vít rất là đẹp, còn đẹp cực kỳ luôn nhá. Hàng thanh lý nhưng mà rất là đẹp luôn. Đó. Bên em cũng gửi bác cái giá thanh lý luôn. Đấy, và chắc là cũng nhiều bác hỏi là cái mũi này thì cái bộ này bên em có bán lẻ mũi không, thì em nói luôn nhá, bên em không bán lẻ mũi nhá. Bán là một cái bộ này với mức giá là 60.000 thì các bác tội gì các bác mua lẻ. Mua thì các bác mua luôn cả bộ về các bác xài luôn. Đấy, mua cả bộ về mình xài luôn. Là một bộ combo 7 mũi vít nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 60.000, lên mã như em sẽ là cái combo mũi vít V7 nhá. 60.000 một bộ nhá. 60.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng rất ok. Đấy, chuyên dùng cho các bác sử dụng máy khoan pin, máy khoan cầm tay. Các bác bắn vít, vặn vít các bác dùng con này cho em. Đấy, dùng bộ này cho em quá tuyệt vời luôn. Đấy, combo mũi vít V7 nhá, 60.000 bộ. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về thêm cho bác đó là cái con vòi nước đôi này, nên đã em sẽ cái vòi nước đôi nhá. Đấy, em báo giá luôn. Con vòi nước đôi inox 3/4 này. Đấy, rất đẹp, chắc chắn này, toàn bộ bằng inox 3/4 nhá. Đây, su 3/4 này, phần tay gạt này. Đấy, rồi là phần van xoáy này. Đấy, đây. Đấy, đầu ra này. Đấy, lõi của nó sẽ là lõi khóa đồng luôn nhá, khóa đồng sáng choang luôn. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Về các bác bắt vào những cái gen 21 rồi các bác sử dụng ra thôi. Cái con này hay của sản phẩm này là các bác vào, đấy vào nước thì khi mà nước nó ra thì nó sẽ ra được hai đường, và hai cái đường này là nó sẽ có hai cái khóa độc lập riêng biệt luôn. Là các bác xài cái khóa nào thì các bác mở cái khóa ra nhá. Còn nếu các bác không xài thì mình có thể đóng lại nhá. Hai khóa nó độc lập riêng biệt luôn, không liên quan gì với nhau nên là rất là tiện. Đấy, về các bác lắp cái cụ là một cái đường nước ra chỗ này, một đường nước ra chỗ kia. Đấy, lúc nào mà mình dùng cái đường này thì mình mở ra, lúc nào mình dùng cái đường này mình mở ra, không dùng thì mình đóng lại cho em nhá. Đấy, nó rất là hay, nó không bị ảnh hưởng những cái đến cái đường nước khác nhá. Đấy, nó một ra hai và nó có hai cái van khóa độc lập riêng biệt luôn, dùng rất ok, chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Inox 304 và bên em đang gửi bác một cái mức giá thì siêu bình dân, siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái vòi đôi nhá, cái con vòi đôi inox này, đấy, vòi đôi inox 34, vòi đôi nhá, 1:2 này, đấy thì giá của nó chỉ có 60.000 một chiếc thôi, 60.000 một cái con vòi đôi inox 34 này, 60.000 một cây, đấy sẽ có là hai một đường nước vào và hai đường nước ra nhá, hai đường nước ra là sẽ có khóa độc lập riêng biệt từng đường một luôn, nên là các bác xài đường nào thì các bác mở đường đấy ra là các bác xài thôi nhá. 60k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là vòi đôi inox 34, 60.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì có luôn đó là cái mã vòi đơn. Đấy, vòi đơn hay còn gọi là vòi nước V21 nhá, vòi nước V21 này. Con này thì cũng inox 34. Dòng này thì toàn bộ của nó là inox M nhá, inox M đây, có nhìn này. Inox của nó sẽ là inox M nên là nhiều khi nhiều bác hỏi là sao cái inox này nhìn lạ thế, nó là dạng inox M nhá. Bình thường là các bác hay nhìn những dạng inox bóng ấy, nhưng mà đây con này dòng này nó là sử dụng cái dòng inox mà thì nó sẽ bền hơn, bền màu nó không bị xỉn nhá. Đấy, không bị xỉn đó, bình thường là những cái con inox bóng các bác hay dùng bị xỉn, nhưng con này dùng rất là bền màu đó. Đây đấy, nó là cái màu inox thật luôn nhá, màu inox thật nên nó dùng rất là bền màu. Đây phần tay gạt rất nhẹ nhàng ok này. Phần gen này, đấy, gen nó sẽ là gen 21 nhá, gen 21, và con này nó sẽ có một đường ra, nó gọi là vòi đơn. Tay gạt rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đấy, khóa rất là êm ru nhá. Em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái vòi đơn nhá, hoặc là vòi nước V21 được. Đấy, vòi đơn hoặc là vòi nước V21 nhá. Vòi đơn. Vòi đơn này thì hiện tại em đang gửi bác là giá của nó sẽ là đi 50.000 nhá. Vòi đơn là 50.000. Còn cái mã vòi đôi thì đang gửi bác là 60.000, thì các bác cứ lấy mã nào được, toàn bộ là inox 34 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì rất là phải chăng rồi. Bình thường các bác mua cửa hàng những cái con vòi này, bình thường như một cái vòi đơn ít các bác mua khoảng tầm 70 cho đến 100.000 một cái. Đây bên em gửi bác là chỉ có 50.000 thôi. Vòi chắc chắn dày, chất lượng lắm. Đó, vòi đôi là 60, còn vòi đơn là 50 nhá. Tiếp theo thì đây.
lên luôn cho bác, đó là cái mã củ chia nước này. Đấy, lên mã giúp xem sẽ là cái củ chia nước nhá. Cái củ chia này thì về để các bác lắp vào những cái đường nước nhà mình. Đó, ví dụ như là các bác lắp vào một cái đường nước mà nó muốn chia ra làm hai thì các bác lắp cho em cái củ này vào. Gen của nó thì cũng là gen 21 nhá, gen 21 này đây, gen này, ba gen là gen 21 nhá. Thì cái đường này của nó sẽ là đường nước vào này. Còn lại thì sẽ có hai đường ra nhá. Đấy, hai đường ra. Và cái hay của sản phẩm này là nó sẽ có một cái khóa đây. Đấy. Cái khóa này thì chức năng của nó thứ nhất là vừa tăng giảm áp lực nước cũng như là khóa đóng nước lại nhá. Đấy, trong tình trạng ví dụ như là các bác cần sửa chữa. Đấy, các bác muốn khóa nó lại thì thay vì các bác phải chạy ra đầu nguồn các bác khóa thì các bác khóa trực tiếp ở cái phần đầu này luôn thì sẽ khóa trực tiếp lại và các bác có thể sửa chữa thoải mái nha, không lo nước nuôi bị văng vãi của các bác đỡ phải chạy đi chạy lại nó mất công. Đó thì các bác mua trong này về. À, nó gọi là cái củ chia nhá hoặc là cái van chữ T. Đấy, củ chia hoặc là van chữ T đều được. Cái này thì cũng là inox 304 luôn. Đây. Su 304 nhá. Cái này thì tại bên em đang gửi bác cũng mức giá là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái củ chia nước nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T đều được nhá. Đấy, củ chia nước hoặc là van T. Van chữ T nhá. Van chữ T hoặc là củ chia nước. Củ chia nước này. À, giá của nó sẽ là 50.000 một cái nhá. Cũng là inox 304. Đó, 50.000 một cái. À, một đường nước vào và sẽ có hai đường nước ra và sẽ có cái khóa tổng ở đây cũng như là tăng giảm áp lực nước nhá. Đấy, các bác muốn khóa thì các bác khóa vào, các bác muốn tăng giảm áp lực nước thì các bác điều chỉnh vào cái núm xoay bên trên em là xong. 50.000 một cái nhá, củ chia hoặc là van chữ T đều được nhá, 50.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây tô vít V1. Các bác lên mã cho em xem cái cây tô vít V1 nhá. Cái cây tô vít này V1 rất là hay, nó nhỏ xinh thôi nhưng mà nó rất là hay. Đấy, mà giá thì siêu hạt rẻ, siêu bình dân luôn. Nó chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, nó sẽ có hai đầu này, một đầu ba ke này và một cái đầu đó là đầu dẹt này. Đấy, cái này các bác xoáy những cái đồ nhỏ nhỏ rất là tiện này. Rồi là ví dụ như là những cái các bác mang đi mang lại hoặc mình có thể là vứt cốp xe. Đấy, nhiều khi các bác cần, các bác xoáy những cái đồ lặt vặt linh tinh rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, chiều dài thì nó rơi khoảng tầm là đi khi mà các bác cắm vít vào nó rơi khoảng tầm 8 cm. Đấy, nó rất là nhỏ nhỏ bằng khoảng tầm hai ngón tay thôi. Nói chung là nó nhỏ nên là giá nó hạt rẻ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây tô vít V1 nhá, nhá. Cây tô vít V1 giá của nó sẽ là 10.000 thôi. V1 này 10k nhá. Đấy, cây vít V1 10.000 một cái cây vít V1 này, giá siêu bình dân luôn. Đấy, giá này gọi là bán lãi tình cảm bác thôi, chứ còn giá bán thêm bác thôi để các bác qua hàng mua, chứ còn giá này siêu rẻ rồi, chỉ có 10.000 với cái cây vít rất là đẹp luôn đó, chắc chắn chất lượng nhá. Đây. Đấy, dùng đầu nào các bác lấy cắm ra nhá. Đấy, con này cái chân này của nó chân lục giác luôn đấy. Đấy, quá hợp lý luôn. Đó, 10.000 một cây. Giá quá tốt. Phải về các bác xoáy những cái đồ lặt vặt linh tinh như mình. Đấy, rồi các bác mang đi mang lại gọn gàng hoặc là vứt cốp xe. Nhiều khi cần cái mình có cái mình xoáy luôn. 10.000 nhá. Lên mã cái cây vít V1 10.000 một cây. Thì em lên luôn cho bác đó là cái eto kẹp mạch này. Đấy, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá. Em báo giá luôn. Bên em gửi bác một cái eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ này là 40.000 một cái kẹp eto này nhá. 40.000. Cái này thì về các bác kẹp những cái đồ dạng đồ nhỏ ấy. Đấy, đồ nhỏ, đồ như ví dụ như là linh kiện điện tử ấy, rồi là những cái đồ dạng linh kiện nhỏ. Đấy, các bác ví dụ tay các bác cầm thì các bác run thì các bác cho đây các bác kẹp vào. Đấy, các bác kẹp vào đây. Và cái con này là nó là dòng eto eto kẹp di động nhá. Eto kẹp di động thì các bác có thể kẹp vào đâu cũng được. Đấy, kẹp ở chỗ bàn làm việc của các bác để các bác hàn này, rồi các bác di chuyển các bác kẹp ra những cái chỗ mà các bác cần sử dụng thì các bác có thể tháo ra. Đấy, sau đó là cái chỗ nào mà nó khớp vào nó vừa thì các bác lại kẹp nó vào, xoáy nó lên kẹp nó vào. Và cái phần trên này thì các bác kẹp ví dụ kẹp những cái đồ linh kiện này, pin biếc các bác kẹp vào đây. Đấy, ví dụ như này em có những cái viên pin nó nhỏ nhỏ này, bình thường các bác cầm tay thì các bác rất là khó hàn các thứ này thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, các bác nới ra nhá. Đấy, các bác nới ra đây. Đấy, đây. Sau đó các bác cho nó vào đây các bác kẹp. Đấy, để các bác hàn ví dụ hàn những cái chân pin các thứ này, rồi để những cái chân chân con linh kiện nó chưa. Đấy, bình thường là các bác cầm tay nó run. Đấy, các bác cho đây các bác kẹp nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kẹp và các bác siết vào là đứng yên như này luôn. Đó, để các bác hàn hiếc các thứ này, rồi là sử dụng các bác những cái dạng linh kiện nhỏ. Bình thường là những cái con kẹp eto to nó rất là cồng kềnh thì các bác mua cho cái con kẹp này về rất là hay. Nó chỉ có 40.000 thôi. Lên mã cho em sẽ cái eto kẹp mạch nhá, eto kẹp mạch kẹp linh kiện nhỏ nhá. Đấy, giá của nó thì sẽ là 40.000 hoặc là lên mã cho em sẽ cái eto nhỏ, eto 40.000 được, eto mini. Đấy, bảo bán cho tôi cái eto kẹp mạch eto mini. Đấy, thì bên em sẽ biết luôn là 40k một cái nhá, 40k một cái eto kẹp mạch linh kiện nhỏ là 40.000 một cái nhá. Đây, đây em cho bác xem cái anh em đang kẹp này. Đây nhá, đây ví dụ như cái bàn làm việc của bác đây nhá. Đấy, thì các bác sẽ kẹp vào đây nó chắc khư luôn nhá.
và cái phần trên này ví dụ như là có những cái đồ nhỏ thì các bác cho đây các bác kẹp này. Đấy, ví dụ như là những cái con diode IC rồi những cái phần mạch bảng các thứ là các bác kẹp vào đây. Rồi là những các bác sử dụng những cái dạng nhỏ rồi. Đấy thì các bác cho đây các bác kẹp nhá, nó rất là hay, nó dạng mini thôi. Nó nhỏ nhỏ nhưng xinh thôi. Bằng khoảng tầm bàn tay cho các em thôi này. Đó, thì các bác siết vào nhá. Đây nó có cả cái phần đây là cái phần vòng xoay này thì để nó siết là siết cái phần dụng cụ bên trên thì các bác siết nhá. Còn cái phần bên dưới này của nó này, nó là cái phần cạp vào những cái ví dụ như là những cái phần cạnh bàn rồi là những cái phần cạnh giá các thứ giờ để cho nó chắc chắn để các bác kẹp vào nhá. Con này khi mà kẹp vào chắc chắn lắm. Đây, các bác dây thoải mái luôn, không ra đâu. Đó, rất chắc chắn luôn. Đó. Đó đây cái sản phẩm này tại em đang gửi bác là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Nó nhỏ nhỏ xinh đi. Đấy, khoảng tầm bàn tay em này. Đó, đây. Đây luôn nhá. Đó, 40.000 một cái, khá chắc chắn mà khá là tiện luôn. Về các bác kẹp những cái đồ linh kiện nhỏ rất hợp lý luôn. 40k nhá, 40k, kẹp eto, kẹp eto eto kẹp mạch nhá, linh kiện nhỏ 40k một cái. Tiếp theo thì hôm nay bên em về thêm cho bác một cái ít mã pin, đó là cái pin 9V, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã pin 9V này này. Đấy đây. Về thêm cho bác cái mã pin 9V này, cái pin 9V này dùng khá là nhiều những thiết bị đã sử dụng cái pin 9V này. Đấy, ví dụ như là mic hát này rồi là những cái thiết bị điện tử cũng khá nhiều thiết bị nó dùng cái pin 9V này. Đấy, thì các bác mua cửa hàng thì nó hơi khó, thì mình có thể mua online. Thì bên cửa hàng hiện tại em đang bán cái mã hàng này, đó là cái mã pin 9V nhá, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã pin 9V này là 10.000 một viên nhá, 10.000 một viên cái pin viên pin 9V nhá. Đây đó, 9V này, đó pin 9V nhá. Đây hai đầu nó này, mới nguyên siêu luôn. Đó, một viên này là 10.000 nhá, pin 9V là 10.000. còn nếu mà các bác muốn xài cái pin 23A các nhá, 23 12V. Đấy, 23 12V thì cái pin này là cái pin ví dụ như các bác hay lắp ở điều khiển từ xa nhá, remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị cửa quấn rồi thì nó hay xài cái pin này này, pin 23 12V này. Đấy, thì các bác mua cho cái pin này. Cái pin này thì hiện tại bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 có nhá, 10.000. Đấy thì hiện tại em đang có hai cái mã pin nhỏ nhỏ con này. Thì là một mã là pin 9V. Đây, đây, mã này là mã pin 9V này. Đó thì là 10.000. Và cái mã nhỏ hơn một chút là cái pin 23 12V. Đó thì bên em cũng bán đồng giá luôn là 10.000 một viên nhá. Thì các bác cứ lấy mã nào, xem cái mã nào nó phù hợp với thiết bị mình đang dùng. Đấy, xem nó vừa không hay là nó dùng đúng cái chủng loại pin này không thì các bác liên hệ bên em bán cho bác nhá. Thì đây, pin 9V cũng là 10.000 luôn. Đấy, và cái pin 23 12V cũng là 10.000 luôn nhá. Đấy thì hai dòng nó khác nhau nhá, một dòng là viên tròn, một dòng là viên vuông. Đó. Đồng giá là cứ 10.000 một viên. Rồi một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này. Dao cắt kính. Cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện các thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác cầm này các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt. Thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn, rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận nữa nhá. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng cho bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt, bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra, cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm cho bác là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k, dao cắt kính cắt được cả gạch men luôn, là 130.000 một sản phẩm đấy nhá.
Đây các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ này nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính. Rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các anh nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là cắt đường thẳng, à, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đấy, thấy không? Công cái ra luôn. Đấy, thấy không? Gạch dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Đấy, có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đấy, thấy không? Công cái ra ngay này. Đó, thấy không? Rất là ok. Đó, thấy không? Nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền. Các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130.000 một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này. Và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này. Lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu. 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đấy, cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link với nhau. Và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện đó nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái cục này cái cục 5V 2A này.
các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nữa. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đây vào chuông này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy đây, vào kênh của em này. Đấy bấm ngon lành, các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh em đây các bác nhá. Đấy các bác. Các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, và tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không. Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn. Người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này. Nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhé. Đấy bảo hành cho bác pin luôn. Vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy đây kìa. Kìa. Đấy đây không. Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì hàng nhàng. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, nước này lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy đây không. Đây đang lăn này. Tay em đang lăn này. Đấy mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn các bác nhá, rất ok luôn. 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây, 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm.
Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50k một cái ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả một. Đấy, 5 quả một, cứ 5 quả một nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5k nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò. Đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thả ra là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào mà muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh được cái đầu vò này chưa? Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dây cái đai siết ống ấy, các bác cho các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này,
hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy. Đây, cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. Năm đó là cái lô vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn. Chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 thôi nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là cái ổ mà các bác cắm cái fix này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái fix cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu là cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc fix cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha em nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này. Giá rất hờ cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn. 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây. Một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh cho các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn.
Đây, đấy, con thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng của hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu ạ, không có nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn ngay luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn có nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đấy, đấy có nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không có nhiều đâu có nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon này luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới kèng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.